Thì cá nhân tôi thì cũng rất thích là đồ họa và cũng làm rất nhiều những cái presentation này trong công ty, nhưng mà khi mà tiếp cận được với những cái công cụ mới thì quả nhiên là thấy rất là hứng thú và mọi chuyện rất là dễ dàng. Và đây thì là một cái tác phẩm đề tài về chiến tranh Việt Nam, có tựa đề là Phút Cuối của người Mỹ tại Sài Gòn, dựa trên một cái cuốn phim tài liệu của một hãng phim nước ngoài được công chiếu tại Việt Nam. Thì tôi cũng được ra một số cái câu chuyện lịch sử có được kiểm chứng và tạo ra một kịch bản vui vui với các bạn 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 nhỏ. Xin được đây. Cái trang này thì dành tặng cho các con trai và khuyến khích các con theo học các cái khóa về AI để có thể làm chủ được cái AI trong tương lai rất gần, vì hiểu rằng là nó rất là giúp ở cho cuộc sống của chúng ta. Cái bối cảnh là đầu tiên là ở thành phố Hồ Chí Minh vào sắp đến ngày 29 tháng 4, 23/4, thì cậu bé tên Đức đang tìm tài liệu liên quan đến cái đề tài thuyết trình về ngày 30/4, và cậu tìm tòi một số thông tin thì cũng chưa có ra và hỏi cả bạn chat GPT cũng không tìm thấy thông tin. Thì ông nội bước vào và con đang làm bài tập của con cuối tuần, có vận động chút cho sảng khoái. Cậu trình bày là tuần này con có bài thuyết trình trước lớp về đề tài 30/4 không ạ? Ồ, đề tài thú vị đó, ông nội có giúp gì được con không? À, con quên mất ông kho tàng lịch sử, mấy anh bạn công nghệ có vẻ chưa hiểu sâu về lịch sử ông ạ. Được rồi, ông cho mình ra ngoài đi dạo chút và cùng trao đổi nhé. Con thay đồ đi. Đã hay quá, để con rủ cả thằng Minh ông nhé. Minh ơi, mình có đi dạo cùng ông và anh hai không? Đã có. Chúng ta đi thôi. Thì em cậu em học sinh lớp 4. Thì ba ông cháu dẫn nhau đi đi dạo, đi qua các cái địa điểm nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh. Thấy Sài Gòn rất đẹp, thì cậu em kêu lên ao ao cờ hoa rực rỡ, thì anh hai mới có sự kiện gì vậy. Ông bắt đầu giải thích cho cháu nghe, và sau đó thì các ba ông cháu ngồi lại trong công viên để kể về các cái chi tiết lịch sử của ngày 30/4, và đặc biệt là kể về những phút cuối của người Mỹ tại cuộc chiến như thế nào để giúp cho cậu anh hoàn thành cái đề tài của mình. Và ông bắt đầu nhớ lại năm gần 50 năm trước, ông các đồng đội đã có mặt ở Dinh Độc Lập. Để trong bối cảnh về tư liệu về chiến tranh thì bắt đầu bằng việc là về chiến trường miền Nam giai đoạn tháng 4/72. Thì ở thời điểm này thì hai bên mặt trận giải phóng cũng như quân Việt Nam Cộng Hòa thì chiến tranh rất là khốc liệt, đánh qua đánh lại, bên này tiến tới thì bên kia phản công, và cuối cùng là cả hai bên cùng có rất nhiều là trận chiến rất quyết liệt với xe tăng, trực thăng đặc trưng của Mỹ. Hai bên vừa đánh vừa đàm phán để tìm ra những giải pháp hòa bình sau một rất nhiều nỗ lực trên mặt trận ngoại giao cộng với phong trào phản chiến ở khắp nơi trên thế giới. Thì Việt Nam Cộng Hòa cũng như là quân đội giải phóng và quân miền Bắc thì đã ngồi vào bàn đàm phán và ký được hiệp định Paris năm tháng 1 năm 73. Định Paris này thì binh sĩ Mỹ sẽ rút quân về nước mà chỉ để lại cố vấn quân sự. Cho nên ngày các binh sĩ xếp hàng lên đường, trong đó có những cái tâm sự như là những người bạn của tôi hãy nằm lại ngay xa xôi này, tôi hết nhiệm vụ rồi, chúng tôi về nhà thôi, cuộc chiến rất tàn khốc. Thì khoảng hơn 2 tháng kể từ khi hiệp định Paris được ký kết thì hàng chục ngàn lính Mỹ đã rời khỏi Việt Nam và để lại một số cố vấn cũng như tiếp tục tài trợ về vũ khí cũng như phí cho chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Sau những bê bối về chính trị vào năm 74 thì Tổng thống Nixon là Tổng thống mà rất là hiếu chiến đã bị hạ bệ. Tổng thống mới lên thay thì ông cũng tuyên bố là không can dự thêm vào chiến trường Việt Nam và cũng giảm dần các cái tài trợ. Cùng với đó thì phong trào phản chiến vẫn tiếp tục khắp nơi.
với tình hình là giảm được viện trợ thì binh sĩ cũng như cố vấn bắt đầu cảm thấy rệu rã. Nhận thấy thời cơ thì bộ chỉ ở Hà Nội là quân đội miền Bắc đã họp khẩn để triển khai quân tấn công và nhận định là thời cơ đã tới và các lực lượng cần phải chuẩn bị sẵn sàng thần tốc tiến về Sài Gòn. Mọi người đều có niềm tin là chưa bao giờ chiến thắng đến gần như thế, cùng tiến mau về Sài Gòn. Và bộ chính trị quyết tâm quyết định là giao cái trọng trách này cho đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ huy chiến dịch và các lực lượng sẵn sàng triển khai theo tinh thần là thần tốc táo bạo hướng về Sài Gòn. Chiến dịch bắt đầu được nổ ra với điểm đầu tiên là khu vực là Pleiku Tây Nguyên, sau đó thì tiếp tục giải phóng Huế và Đà Nẵng chỉ trong tháng 3. Đây là một hình ảnh về một cái chốt chặn ở Đồng Nai, Xuân Lộc, Đồng Nai, nơi mà cứ điểm quan trọng để bảo vệ Sài Gòn. Những xuyên thủng cái này thì Sài Gòn sẽ nguy. Một anh lính chỉ huy quyết tâm để ngăn chặn nhưng mà cũng chỉ cầm cự được khoảng 12 ngày là Xuân Lộc thất thủ. Sau các cánh quân thì vào hỏa tiến về Sài Gòn, giải phóng Sài Gòn. Ngay sau khi Xuân Lộc thất thủ thì trong đêm thì Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã rời bỏ, mang theo gia đình sang Đài Loan. Nhiều tướng lĩnh thì cũng âm thầm rút đêm. Tổng chỉ huy của Mỹ tại Sài Gòn, đại sứ quán thì cũng rối loạn và các giám đốc CIA cũng như đại sứ Mỹ lập tức gọi điện về cho Tổng thống báo cáo tình hình và được nhận lệnh là mau rút khỏi Việt Nam, mau di tản khỏi Việt Nam. Nên là ông Tổng thống ngồi suy nghĩ và nhận thấy là có lẽ mình đã sai lầm khi can dự vào cuộc chiến này. Thì sáng ngày 27 tháng 4 là bộ đội ta tấn công vào sân bay Tân Sơn Nhất, chặn đường tháo chạy, và đây thì có hai chiến sĩ người Mỹ đã là người cuối cùng hy sinh ở Việt Nam trong cuộc chiến ở Việt Nam. Chính quyền Sài Gòn thì cũng rối loạn và cũng đề nghị là thương thảo với quân giải phóng, tuy nhiên thì đề nghị này đã bị từ chối vì mà quân đội đã chờ đợi được rất lâu và đang tiến rất gần đến Sài Gòn. Tại đại sứ quán Mỹ thì ở Sài Gòn thì các đoàn người bắt đầu tháo chạy để lấy đổ trực thăng và tháo chạy. Và sáng lịch sử thì chiếc xe tăng đã đâm cổng dinh Độc Lập và các tướng lĩnh Sài Gòn đã tuyên bố đầu hàng, Nam hoàn toàn thống nhất. Nên quay trở lại bối cảnh ba ông cháu thì sau khi nghe câu chuyện của ông thì cháu kết luận là chiến tranh rất là tàn khốc, tuy nhiên cũng đã có đủ tư liệu để làm cho bài thuyết trình. Mỹ cháu cũng đã nhận thấy người Mỹ đã quay trở lại Việt Nam làm việc, tuy nhiên thì chiến tranh vẫn đang khắp nơi. Ông thì cũng có nói rằng là Việt Nam đã bình thường hóa với Mỹ nhưng thế giới còn nhiều tranh chấp. Lúc này thì cậu em cũng mơ ước là muốn trở thành siêu nhân để có thể ngăn cản cho cuộc chiến tiếp theo trên thế giới. Bối cảnh cũng như thế. Đó là hết câu chuyện. Thì cuối câu chuyện thì tôi có để một cái lời nhắn nhủ của tác giả, nhưng mà cũng nhờ ông GPT ông ấy viết với việc là giáo dục giới trẻ ý nghĩa về lịch sử. Ở đây câu trả lời khá là perfect, hoàn hảo của ChatGPT. Và đây sang cuối với ekip thực hiện cũng như là gợi mở cho một tập 2. Thì buổi tối qua thì cũng đã nhận được comment của rất nhiều anh chị thì cũng đã kịp sửa một số cái viết tắt cũng như là lá cờ. Còn hai cái chi tiết đắt giá nhất là đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng như là cái xe tăng đâm vào Dinh Độc Lập thì chắc phải dùng các cái tư liệu có thật và chuyển sang chế độ hoạt hình. Cái hình ảnh mà đại tướng sẽ nói là thần tốc tiến về Sài Gòn, như cái hình ảnh húc vào Dinh Độc Lập thì xe tăng này nó chính xác là nó không có được, không đúng. Còn các cái chi tiết nhỏ thì cũng đã kịp sửa và hoàn thiện. Mọi anh chị em có những cái góp ý thêm rồi, cảm ơn. Ok, cảm ơn anh Đoàn Hiền. À, còn một cái nữa đó là anh giới thiệu tác giả đi ạ. Giới thiệu đầy đủ tác giả nhá. Giới thiệu đầu chuyện rồi Phương ơi, À, giới thiệu đầu chuyện rồi ạ? À? Em không 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 nghe được, anh giới thiệu lại đi. anh Đoàn Đức Hiền
đang sinh sống và làm việc ở tại thành phố Hồ Chí Minh sinh năm 1982 và cũng bao giờ chưa bao giờ viết truyện tranh cả, và đây là tác phẩm đầu tiên, rất là hứng thú và biết là có vẫn còn nhiều những cái lỗi, nhưng mà mình sẽ qua quá trình học ở học viện thì chúng ta sẽ càng ngày càng học được nhiều cái mới, cũng như là sẽ khắc phục những cái điểm yếu trong tương lai, hy vọng sẽ ra những cuốn truyện hấp dẫn hơn, phù hợp với lứa tuổi học sinh trẻ em hơn. Xin cảm ơn. Ok, cảm ơn anh Đoàn Hiền rất là nhiều. Anh có thể là tắt xe màn hình giúp em nhé. Bao nhiêu anh chị em thấy là cái cuốn truyện của anh Đoàn Hiền gọi là quá đẹp thì chúng ta hãy cùng chúc mừng anh Đoàn Hiền của chúng ta đi ạ. Phương nhìn Phương mê dã man luôn, cực kỳ là đẹp, màu sắc, cốt truyện. Giọng đọc chưa hay lắm thôi. Còn mọi thứ thì rất là ok đúng không ạ? Chúng ta hãy chúc mừng anh Đoàn Hiền đi ạ. Một người gọi là chưa từng viết cuốn truyện tranh nào mà Phương bật mí cho anh chị em biết là đó là anh Đoàn Hiền tham gia cái dự án này cuối cùng luôn. Khi mà chúng ta đã gọi là làm chán chê mê mỏi rồi thì anh Đoàn Hiền là cái người nhận nhiệm vụ là truyền thông. Nhưng mà thấy anh chị em làm say mê quá thế là không cần nhận truyền thông nữa, nhận luôn vào làm truyện. Đó, thế mà gấp rút trong khoảng ít ngày thôi mà anh đã hoàn thành một cuốn truyện rất là tuyệt vời đúng không ạ? Rất là hay luôn. Cảm ơn anh Đoàn Hiền. Quán nể luôn đúng không ạ? Rất là lệ. Và anh chị em hãy cho những cái lời nhận xét ở ở trên mục chat trước Phương nhá. Hay là mải nghe mải nhìn quá lại quên nhận xét rồi. Đó, nhận xét và kèm theo số điểm mà chúng ta cho anh Đoàn Hiền được không ạ? Chúc mừng rồi, bây giờ nhận xét và cho điểm nhá anh chị em nhá. Không thấy ai cho điểm, 10 điểm. Ủa, anh đạt 10 điểm. Tiếp đi ạ, chúng ta tiếp đi, nhanh nhanh tay lên. Đoàn Phương 10 điểm. Ôi trời ơi. Bích Thủy 9 điểm. Quốc Dung Trần 10 điểm. Nguyễn Thắng 9 điểm. 10 điểm. Linh A Muối 10 điểm thì đâu còn nhận xét nữa. Trần Luận 9,5. Hồng Phạm 9 điểm. Trời ơi anh Đoàn Hiền ơi, chúc mừng anh. Toàn 9 đến 10 với 9,5 thế này chắc là không có nhận xét gì đúng không ạ? Và chỉ nhận xét nhỏ thôi thì chúng ta hãy comment dưới mục chat chúc Phương được không ạ? Bởi vì những lời nhận xét của chúng ta sẽ làm cho tác phẩm của anh Đoàn Hiền sẽ hoàn hảo hơn và hay hơn rất là nhiều. Được không ạ? Chúng ta hãy nghĩ đi nhá. Ok, một lần nữa xin chúc mừng anh Đoàn Hiền của chúng ta nhá. Và bây Xin cảm giờ ơn anh nhóm chị em. nào tiếp theo ạ? Cảm ơn anh. Nhóm nào tiếp theo ạ? Anh chị em giơ tay được không ạ? Nhóm nào anh chị em, anh Tấn Sơn, ok xin mời anh Tấn Sơn. Yeah, cảm ơn chị Phương, cảm ơn cả nhà. Trước sau gì cũng lên thớt, lên trước rồi đỡ run. Đúng vậy. Chia sẻ với cả nhà thì team của Tấn Sơn thì gồm có hai thành viên là Tấn Sơn với là Thu Hồng. Thì Tấn Sơn đang ở Gia Nghĩa Đắk Nông, còn Thu Hồng thì đang ở thành phố Hồ Chí Minh, kết nối với nhau trong cộng đồng. Thì khi mà tham gia cái dự án này, nghe cái dự án này rất là thú vị, tại vì Tấn Sơn cũng rất là mê lịch sử. Thế thì khi mà tham gia cái chuyện này thì anh em cũng bàn với nhau, Sơn cũng là một trong những thành viên tham gia muộn, coi như là dự án chạy lên được cả tuần rồi thì Tấn Sơn mới tham gia, nhưng mà nhờ cái sự hỗ trợ của chị Hằng cũng như thầy Huy thì Tấn Sơn cũng nỗ lực. Và trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay thì cũng mong nhận được góp ý của cả nhà để cái bộ truyện nó hoàn chỉnh hơn. Tới thời điểm này thì cũng chưa hài lòng cho cái bộ truyện này lắm, nhưng mà vẫn mạnh dạn chia sẻ cùng cả nhà về cái câu chuyện này. Thì lần đầu tiên Tấn Sơn cũng như Thu Hồng làm truyện tranh, nhưng mà trong cái thời gian áp rút cũng nỗ lực để hoàn thành một cái cốt truyện cũng như là một câu chuyện, thì Tấn Sơn xin share cái màn hình và kể cái câu chuyện của mình. Anh có bìa cuốn bìa của truyện chưa anh Sơn? Dạ Đây đúng có. không? Ok, Dạ. để em chụp hình nha. Dạ, Cậu bé chiến binh đúng không ạ? cậu Ok. là chiến binh.
Rồi, ok anh trình bày đi ạ. Dạ rồi. Câu chuyện này kể về một cái gia đình gồm có ba thành viên, đó là mẹ Mai, bé An và bé Bình. Bé An thì 7 tuổi, còn bé Bình thì 4 tuổi. Và một ngày nọ thì hai anh em đang chơi bắn bi ở trước nhà, thì có cái câu chuyện xảy ra trong cái hoàn cảnh ở gia đình. Thì hai bạn đang chơi bắn bi, thì bọn Bình nói là ha ha anh bắn trúng rồi, nhé, thấy anh bắn hay chưa. Thì bé Bình hay quá, tới em tới em. Hai anh em đang giành chơi bắn bi với nhau, thế thì trong làng nghe tiếng súng đùng đùng đoàn đoàn, thì bà con đang giục nhau để chạy giặc khi mà giặc tiến vào càn quét ở xóm làng của mình. Thì bé An hét lên, nguy rồi chúng ta chạy mau. Bé Bình thì mẹ ơi mẹ ơi. Khi này thì người mẹ xuất hiện, mẹ Mai xuất hiện và nói là An ơi Bình ơi mẹ đây. Thì Mai xuất hiện thì lao tới dẫn hai đứa, Mai dẫn Bình và An chạy giặt vào cái khu vực là cái tầng hầm của gia đình mình đã đào trước đó. Các con theo mẹ nhanh lên. Thì đến căn hầm, Mai thận trọng quan sát xung quanh một cách cẩn thận có ai theo hay không để bắt đầu ta xuống tầng hầm. Thì Mai cố gắng giữ cho bọn trẻ bình tĩnh và yên lặng. Ở đây an toàn, bọn lính sẽ không nghe tiếng của chúng ta. Các con ở đây để mẹ ra đánh giặc, đánh lạc hướng bọn chúng nhé. Con sẽ bảo vệ em, mẹ đừng lo. Con sợ mất mẹ, con không muốn mẹ đi đâu, hu hu. Thế là ở xa xa nghe tiếng bằng măng. Thì bé Bình khóc lên, hu hu con sợ quá. Được rồi, mẹ sẽ ở đây với các con. Bé Bình đừng khóc nhé. Tiếng lùng xùng của giặc ngày càng rõ. Mai chưa kịp quan sát, chúng đã tiến tới gần, xoạt xoạt. Đoàn giặc đang lùng sục ở khu vực ở trong làng. Thì mẹ Mai trấn tĩnh các con bằng im lặng nhé, bọn chúng đang đến đấy. Bùm bùm, một tiếng nổ vang to làm chấn động cả căn hầm. Bọn lính vừa đi qua thì một tiếng nổ lớn vang lên rất to làm chấn động cả căn hầm. Không xong rồi, bọn chúng đánh bom lặt tập cửa hầm của chúng ta. Giờ chúng ta phải làm sao đây? Hu hu, con không muốn ở đây luôn đâu. Bé Bình khóc. Đến căn hầm, mẹ sẽ tìm cách đưa các con ra khỏi chỗ này. Bình đừng khóc nha con. Dạ, bé Bình ngoan. Có anh hai ở đây nữa nè. An giỏi lắm. Con giúp mẹ coi chừng em một lát nhé. Chúng ta sẽ an toàn thôi, rời khỏi nơi này. Tối nay mẹ sẽ nấu một nồi cháo nấm cho các con nhé. Vâng ạ. Nói rồi cô dùng tay bới đống đất cát để tìm đường ra. Phùi, cũng may cửa hầm bị sụp một bên, chắc vị trí đánh bom ở xa. Ghép rồi chào như vậy Để con bật mặt đèn được pin cho mẹ thấy đường nhé. cái mặt Đèn ông pin thầy giáo này của và ba những thành chân viên dung của lớp, cười ấy. Cái con này bạn luôn mang theo mặt nó bên mình. ăn mặt nó biểu Lúc cảm nó giật mình nó chưa nó kiểu đang này trong suy nghĩ của bé An hiện rõ một điều gì đó. Con nhớ bố lắm phải không con trai? Trong căn hầm thì đang ngột ngạt. Mẹ ơi, con thấy khó thở quá. Cố gắng chút nhé Bình. Em hãy hít thở để thấy dễ chịu hơn đó. Dạ, mẹ và ba từng ở đây cả ngày không sao cả. Dạ, đằng kia có chai nước, con lấy cho em Bình uống đi ạ. Mẹ sẽ tìm cách đưa các con ra khỏi chỗ này. Bình đừng khóc nha con. Dạ, bé Bình ngoan, có anh hai ở đây nữa nè.
An giỏi lắm, con giúp mẹ, coi chừng em một lát nhé. Chúng ta sẽ an toàn rời khỏi nơi này. Nước của em nè, uống một miếng cho đỡ. Dạ, em khát nước nãy giờ, cảm ơn anh hai. Ồ, may quá, được rồi, hoan hô mẹ tuyệt vời. Xịt khẽ thôi, hai đứa đợi mẹ chút. Cô cẩn trọng, ló đầu ra lên quan sát tín hiệu xung quanh. Khi quay về thấy an toàn, cô kéo các con lên mặt đất. Bình ơi, đưa tay lên mẹ, cho mẹ nào. Cô đưa tay kéo bé Bình lên trước và bế con đến gốc cây to gần đó ngồi nghỉ. Con ngồi ở đây, mẹ quay lại kéo anh hai lên nhé. Nhưng chưa kịp quay đầu thì có một tên lính giơ tay lên. Bất ngờ trước mai phục của tên lính, Mai hạ giọng van xin, bé Bình khóc thét ôm chầm lấy chân mẹ. Tôi là người dân vô tội, xin ông hãy tha cho mẹ con tôi, làm ơn. Bọn tao được lệnh càn quét toàn bộ khu vực này, không hồn thì đi theo tao. Mai liếc quanh qua chỗ cửa hầm, thấy bé An đang lấp ló, có cố trấn tĩnh và tìm cách đánh lạc hướng để tên lính không chú ý. Căn hầm, cô tiếp tục nài nỉ. Con tôi bé bỏng, xin ông tha cho chúng tôi con đường sống. Cấm mồm, đừng có giở trò lôi thôi, muốn đi hay muốn chết. Mình phải làm sao đây? Không xong rồi, mẹ và em đang gặp nguy hiểm. An cố gắng bình tĩnh. Em nhớ lời ba dặn. Hãy giữ bình tĩnh trong những thời điểm khó khăn. Có sự bình tĩnh, con sẽ được có cách giải quyết vấn đề. À đúng rồi, An móc trong túi lấy ra viên bi và nãy đang chơi bắn bi. Em thẳng bởi bỏ vào túi quần. Bi này, mày hãy giúp tao cứu mẹ và em nhé. Rón rén bước đến, lên trên, đối đầu kẻ địch. Em nắm viên bi trong tay với lòng quyết tâm cao độ. Nhìn thấy địch đang chĩa súng vào mẹ mình, An dùng hết sức mạnh vào bàn tay. Bắt, bắt, yes! Cẩn trọng, An ơi! Tên lính quay ra phía sau. Lại có một tên nhãi ranh nữa à? Trong chớp mắt lấy thời cơ, dùng hết sức đấm vào khuỷu tay, gáy một phát mạnh đúng chỗ đau lúc nãy, khiến tên lính ngã nhào xuống đất. Hự! Và lúc này, mẹ Mai, Bình và An cùng chạy. Đùng! Mai biết tiếng súng sẽ làm giặc chú ý nên nhanh chóng ôm bé Bình và An quay trở lại nơi trú ẩn ở dưới hầm. Quay vào đây các con ơi, chúng ta sẽ an toàn rồi. Rời khỏi nơi đây các con chịu khó thêm một chút nữa nhé. Mẹ sẽ làm tất cả để bảo vệ các con. Ở trên, những đoàn lính vẫn tiếp tục lùng sục và ở đâu đó có tiếng bắn qua lại giữa hai đoàn quân và các đồng chí chuẩn bị tiến lên. Mai trấn an bé Bình, còn An thì là người rất hiểu chuyện, nhớ ba truyền động lực nên em rất mạnh mẽ. Con trai của ba, ở nhà con là con trai duy nhất, con giúp ba chăm sóc mẹ và em nhé. Khi gặp nguy hiểm, đối diện với nguy hiểm, An đã quyết định phải cùng mẹ và em chiến đấu bằng tất cả sức lực của mình. Sự gan dạ và tình yêu thương đã tiếp sức mạnh cho An. Giờ đây hiểm nguy đã qua đi, An trở nên rất bình tĩnh, cậu như một anh hùng nhí, không biết sợ là gì nữa. Bằng tất cả tình yêu và lòng căm thù giặc, An nói với mẹ, lớn lên con sẽ làm bộ đội, chiến đấu, giết hết bọn giặc để bảo vệ non sông, bảo vệ tổ quốc. Con rất dũng cảm, con giỏi lắm. Lúc nãy con nhớ lời, nhờ con chỗ tài bắn bi.
không nhờ con chỗ tài bắn bi, chắc mẹ con ta cũng gặp ông bà mất rồi. Cảm ơn con trai mẹ, anh hùng của mẹ. An nhìn viên bi và nói thầm, một viên bi tuy bé nhỏ thế này nhưng đã có công giúp mẹ và em thoát khỏi vòng vây của địch. Cảm ơn mày nhé. Trong kháng chiến, bất kỳ ai cũng có thể góp sức cho cách mạng. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình. Bé An trong câu chuyện là một tấm gương anh hùng dũng cảm, yêu gia đình, yêu quê hương đất nước. Xin hết. Cảm ơn cả nhà. À, từ nãy giờ em nói mà em quên bật mic. Cảm ơn anh Tấn Sơn. Đó, hình ảnh cũng rất là đẹp đúng không ạ? Bao nhiêu anh chị em mà xem hình ảnh cốt truyện của anh Tấn Sơn và thấy rất là hay, hình ảnh rất là đẹp, cộng thêm cái giọng đọc bonlot, thêm một giọng đọc cực hay nữa. Thì chúng ta hãy comment chúc mừng anh Trần Tấn Sơn của chúng ta đi ạ. Một người cũng vào cái team cam kết truyện tranh 30 tháng 4 cũng khá là muộn đúng không ạ? À, nhưng mà cũng đã hoàn thành rất là tuyệt vời. Anh Tấn Sơn tham gia có thể là muộn nhất ý, muộn nhất luôn anh chị em ạ, à. Nhưng mà làm rất nhanh với tốc độ cực kỳ nhanh và rất là đẹp đó, và chúng ta chúc mừng anh đi ạ, à. Và cũng không quên kèm theo những lời góp ý nho nhỏ kèm theo điểm chấm điểm cho anh Tấn Sơn của chúng ta đi anh chị em ơi. Anh Tấn Sơn đang cười rất là tươi rồi, anh chị em hãy chấm điểm đi ạ, à. Một số hình ảnh trang phục chưa khớp 9 điểm cho anh Tấn Sơn. À, Đoàn Phương 9 điểm, Như Mai 9,5, Hằng Phạm chúc mừng anh, Bích Thủy 10 điểm, Ồ, Thằng Phạm 9,5, Ồ, Đạt 9,5, wow, sao hôm nay điểm của chúng ta cao thế, ôi, Lê Văn Khoa 9 điểm, ôi, có anh chị em có lời góp ý nào không ạ? Hình đẹp nhưng mà chưa đồng nhất, tức là chưa đồng nhất nhân vật ạ, 9 điểm, tinh chỉnh chút nữa là ok. Thời gian ngắn mà làm được như vậy quá tuyệt đúng không ạ? Thời gian anh Tấn Sơn vào nhóm là ít nhất anh chị em ạ. Linh A Múi 8,5 điểm. Đó, ok, quá siêu luôn. À, Chỉnh Phong à? Chỉnh Phong một chút à? 9 điểm, Chỉnh Phong. Ok, cảm ơn anh chị em rất là nhiều. Và một lần nữa xin chúc mừng anh Tấn Sơn. Anh Tấn Sơn giới thiệu bản thân chưa nhỉ? Giới thiệu tác giả chưa? Dạ rồi chị Phương. À, thế à, ok, cảm ơn anh. À, chúc mừng anh. Dạ cảm ơn cả nhà À, một nhiều số đấy những nha. cái góp ý của anh chị em thì chúng ta cũng xem lại xem là nếu mà chúng ta cảm thấy ok rồi thì chúng ta không cần chỉnh, cảm thấy chưa ok để chỉnh tinh chỉnh cho nó đẹp hơn thì chúng ta sẽ tinh chỉnh, và lát nữa thì thầy Quang Huy đang nghe các tác phẩm của anh chị em đấy, cho nên là lát nữa thì thầy sẽ góp ý cho chúng ta một cách sâu sắc hơn nhá. Và ban trong support soi của dự án này ấy, thì sẽ chỉnh sửa và góp ý một cách gọi là nghiêm túc nghiêm chỉnh cho các tác phẩm của anh chị em trình bày trong buổi chiều ngày hôm nay được không ạ? Chúc mừng 9 điểm, cần chú ý những chi tiết hình ảnh có chữ nhật, chữ tàu, nói chung là chỉnh chỉnh trau chuốt cho ra hình ảnh đặc trưng của Việt Nam, rất là hay đúng không ạ? Đúng rồi, bởi Việt Nam gọi là ghét tàu lắm, cho nên là cho những chữ tàu vào là Việt Nam không thích đúng không ạ? Kiểu như thế. Đây cũng là một cái góp ý rất là hay. À, cảm ơn anh Tuấn Anh, cảm ơn anh tất cả anh chị em và chúc mừng anh Tấn Sơn. Rồi, team đội nhóm nào tiếp theo đây ạ? Team nhóm nào? Khoa 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 đăng ký khoa Anh khoa trình bày Khoa. một nhóm mà sóng nhiên vâng Ok, xin mời anh Khoa. cho xe có hóc cảm ơn. Xe thất bại thì chưa xe được Anh xem lại đi. xe lại ok rồi được rồi cảm ơn xin chào thầy Quang Huy xin chào anh chị em trong dự án truyền tranh 30 tháng 4 lịch sử ạ xin phép thay mặt nhóm thực hiện cuộc truyền tranh sóng như anh
trình bày tóm tắt lại cái nội dung cũng như những cái sửa đổi qua cái buổi góp ý của các anh trẻ, của thầy và anh chị em trong cái buổi thứ hai vừa rồi. Thì trước hết xin giới thiệu các thành viên trong nhóm. Thành viên trong nhóm mà tiền tranh sống như anh có gồm có 4 thành viên, đó là chị đầu chị Linh Nam Muối sinh 1975, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của chị là tư vấn thân số học. Người thứ hai là anh Nguyễn Tuấn Anh, cũng đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, sinh năm 77. Công việc là hiện tại anh là một họa sĩ thiết kế ở đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, làm việc thành phố Hồ Chí Minh. Và người thứ ba là người trẻ nhất là chị Phạm Thị Hằng, sinh 1993, hiện tại sinh sống và làm việc tại Hà Nội và công việc hiện tại là tự do. Và người cuối cùng là tôi là trẻ thứ tư, là sinh năm 1966, là hiện tại công tác làm việc tại sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng và công việc hiện tại là công chức. Bản thân thì yêu đồ họa và yêu công nghệ. Cả 4 anh chị em thì đều chưa có kinh nghiệm về làm truyền tranh. Truyền tranh đây là cái cuốn truyền tranh đầu tiên anh thực hiện. Tuy nhiên anh chị em mà làm việc với một cái lòng đam mê và cực kỳ nhiệt tình, rất là hồ hởi phấn khởi khi nhận nhiệm vụ này và làm đến nơi đến chốn. Tuy nhiên thì sẽ có những thiếu sót nhất định bởi do cũng chưa có kinh nghiệm nhiều trong này. Thì mong các anh chị em góp ý sau cái buổi hôm nay. Thì trước hết xin tóm tắt về về cái nội dung của cuốn truyện. Thì cái nội dung của truyện tranh thì chủ yếu khai thác từ cuốn truyện truyện ký sống danh của tác giả Trần Đình Vân, xuất bản vào lần đầu tiên năm 1965 và tái bản là gần nhất là năm 2021 vừa rồi. Thì kỹ thuật trình bày truyện thì dùng kỹ thuật phần mềm Midjourney và một số phần mềm đồ họa khác ghép tranh ghép truyện bằng Canva. Về nội dung câu chuyện thì câu chuyện viết về gì anh hùng liệt sĩ Nguyễn Trỗi qua lời kể của chị Phạm Thị Quyên là vợ của anh Trỗi. Anh Trỗi đã sinh năm 1940 tại Điện Bàn Quảng Nam, là cái vùng đất giàu truyền thống cách mạng. Ở đấy là có mẹ thứ mẹ Việt Nam anh hùng mà nổi tiếng, đất, và số mẹ Việt Nam anh hùng của tỉnh Quảng Nam là bằng chiếm bằng 1/4 của cả nước. Là nói vào một vài thông số như thế để anh chị em hiểu biết rằng đất Quảng Nam là đất anh hùng như thế nào. Và tôi hữu có bài thơ viết về anh hùng Nguyễn Trỗi rất là hay, trong đấy tôi rất tâm đắc về một câu thơ là có những phút làm nên lịch sử, có cái chết hóa thành bất tử, có những lời hơn mọi lời ca, có con người từ chân lý sinh ra. Vâng, thì xin phép được trực tiếp vào cái truyền tranh để khỏi mất thời gian của anh chị em. Ở trên màn hình các anh chị em thấy đấy là cái bìa của cái cuốn truyện. Thì nhóm cũng bàn bạc và đổi lấy cái tiêu đề của truyện là Lời Anh Vọng Mãi. Lời Anh Vọng Mãi, thay cho cái không 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 lấy theo cái tiêu đề của truyện ký. Cái này nó liên quan đến đến những cái bài thơ mà viết về anh, và cái một cái câu nổi và liên quan đến cái câu nổi tiếng của anh trước khi trong trường bắn, trước khi giờ hy sinh. Hãy nhớ lấy lời tôi sẽ trình bày tiếp mà phía phía sau. Vâng, anh Nguyễn Trỗi là sinh năm 1940 và mất 1964, quê Điện Bàn Quảng Nam như tôi vừa giới thiệu. Thì trước tôi cũng đã giới thiệu lần trước rồi, xin phép là chị đi sâu vào những cái phần mà đã những phần mà nhóm mà thực hiện chỉnh sửa theo cái góp ý và không không đi chi tiết như như lần trước. Thì cũng lướt qua đây thì cảnh đầu tiên là về cái quê quê hương của anh Trỗi, và đây là một cảnh để một cái bữa cơm đảm bạc trong gia đình. Và anh Trỗi lớn lên và chứng kiến những cái cảnh bất công do cái chiến tranh xảy ra gây ra. Trong đấy mẹ anh Trỗi cũng bị địch giặc Pháp giết mất trong một trận càn. Ba anh Trỗi thì đi làm xa và anh ở với người bác họ, và sau đấy thì anh 55 tuổi anh ra ở một người anh họ ở Đà Nẵng. Và thấy cái cảnh anh chị em cũng anh chị cũng mình cũng nghèo túng quá, lại đông con, thì anh trốn vào Sài Gòn trên một chuyến tàu thủy.
Vào Sài Gòn thì anh sống rất là chịu khó làm ăn, làm lụng để kiếm tiền nuôi nuôi sống bản thân. Bắt đầu thì anh đạp xích lô, và vì không quen đường nên có nhiều lúc là anh lại khách lại không trả tiền mà bỏ qua xe khác, mà nhiều lúc là cũng trả tiền cho anh nữa. Anh cuộc sống anh rất là khó khăn. Thì được người người Bác Hồ là xin vào cho làm một thời điểm của các xưởng, ở xưởng một cái, và anh qua ba xưởng thứ ba thì ổn định được cái công việc tại cái xưởng điện đấy. Và trong cái thời kỳ này cái phong trào cách mạng chống Mỹ và tay sai của trong mọi tầng lớp nhưng là phát triển rất mạnh mẽ. Các cái phong trào đó của sinh viên rồi đại truyền đơn rồi các cái vụ đánh bom của cái biệt động thành. Và anh Trội vốn dĩ là một người yêu nước căm thù giặc, là anh Trội đã gia nhập đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh giặc ngồi đi theo cách mạng. Anh được đào tạo và trở thành một chiến sĩ giải phóng quân trong đội biệt động bí mật hoạt động ở Sài Gòn, tức là bộ đội biệt động thành. Anh Trội được mới cưới vợ được mấy hôm thôi nhưng mà nhận nhiệm vụ rất là khó khăn, mặc dù là tổ chức cũng khuyên can là cho anh nghỉ thời gian, nhưng anh cứ quyết là bằng bằng được là nhận được nhiệm vụ khó khăn này. Rất là và được tiếp tượng giao nhiệm vụ thì anh Trội cùng bạn đồng đội ban kế hoạch đặt mìn cầu công lý, nhân bộ trưởng quốc phòng McNamara và đại sứ Henry Cabot đến thị sát Việt Nam Cộng Hòa vào tháng 5 1964. Trước khi giờ phải đoàn Mỹ đi qua cầu công lý thì được canh gác cực kỳ cẩn mật và lục soát rất là kỹ. Và sau khi đặt đặt mìn xong, do một cái sự tình cờ bị địch phát hiện và Trội và đồng đội bị bại lộ bị bắt, đó là anh lời người cùng người cùng quê của anh Trội và cũng là người đồng nghiệp thợ điện cùng anh Trội. Trong nhà tù thì Trội bị chúng hành hạ đánh đập rất là dã man, tra tấn rất là man, có những cái hình thức tra tấn như thời Trung Cộ rất rất là dã man. Và để lung lạc tinh thần anh Trội thì xin lỗi tình. Tỷ tỷ ngồi lại đang bận rồi. Vâng, xin lỗi tiếp tục ạ. Thì được dùng dùng mọi thủ đoạn để lung lạc tinh thần của anh Trỗi, tra tấn dã man của anh mà không khai thác được gì anh, thì chúng lại đưa chỉ quyền vào gặp anh để hòng là lung lay cái tinh thần của anh. Nhưng mà anh rất là ngoan cường, anh trả lời thẳng trước mặt những cảnh sát của địch là còn thằng Mỹ thì không ai còn hoàn phục nổi cả. Tra tấn dã man với mọi cực hình không, và dùng mọi cái thủ đoạn để mua chuộc, tra tấn dã man anh, và dùng người vợ đẹp để đưa ra dụ dỗ anh không thành, thì chúng hứa hẹn một cái cuộc sống xa hoa của anh cho anh. Nhưng điều đó không hoàn toàn không thể làm đau lòng tinh thần của anh, và anh trả lời thẳng thừng với bọn địch là sống như các người tôi không sống nổi, sống thế thà chết còn hơn. Dùng đủ chiêu trò không thuyết phục được anh, chúng lại hét mày muốn còn muốn gì. Anh trả lời thẳng là tôi muốn giết hết vào Mỹ, tao muốn miền Nam được giải phóng. Và đồng thời khi anh bị tù thì chị Quyên vợ anh cũng cũng bị chúng tạm giam. Và trong tù thì từ đây chị Quyên được giác ngộ cách mạng từ các cái chị em trong tù nhân. Tiếp đến thì khi chị Quyên được thả ra thì chị đã chạy đôn chạy đáo và nhờ bố của mình thuê luật sư để bảo chữa cho anh, làm thêm ca để có tiền để nuôi thăm anh trong tù.
không lung lạc được tinh thần ý chí của anh, thì chúng là định đưa anh ra xét xử và định nghĩ ngay sự bằng anh bí mật. Điều đó không làm anh là trội nào đúng. Và đây là cái cận cảnh của anh chị Quân, chị Quyên lần thứ ba được thăm anh trội tại khám tử tù và khám chi hòa đấy. Thì lúc này chị Quyên là hai anh chị mới mới bày tỏ nhau trước đây là anh trội vì nhiệm vụ bí mật anh không nói cho chị Quyên biết thì nhiệm vụ anh, và giữa hai người cũng giữa chị Quyên cũng phải anh cũng có sinh ra cái lòng nghi ngờ, bởi vì anh mới cưới vợ xong mà đêm nào đêm nãy đi về rất là khuya. Tuy nhiên là bởi do nhiệm vụ bí mật thì anh trội chưa vội vàng nói cho chị Quyên biết, và lúc này thì chị Quyên cũng tâm sự xin lỗi anh và anh cũng an an ủi bộ về chị. Và cũng và có một sự kiện cực kỳ nổi bật ở thời kỳ đấy là có một đoàn một đội du kích ở tại nước chiếm đóng Venezuela là bắt được một một đại tá Mỹ là một Smolensk, lại có một cuộc điện gọi với tổng thống Mỹ đòi yêu cầu đổi mạng anh trỗi, đổi mạng anh trỗi. Tuy nhiên thì địch nó lật lọng, khi đội du kích này thả đại tá Mỹ ra thì địch vội vàng chuẩn bị để xử bắn anh. Chúng đóng cổng khám chi hòa và không cho người thăm nuôi, và chúng chở quan tài vào chuẩn bị cho vụ xử bắn. Và đây là cái cảnh cảnh anh trỗi đi ra pháp trường vẫn hiên một chỉ khí hiên ngang bất khuất. Khi một vị linh mục hỏi anh có tiếc gì không trước lúc khi chết, anh trả lời thẳng thẳng là tôi không phải là người có tội, kẻ có tội chính là bọn Mỹ. Và khi các nhà báo phỏng vấn anh có tiếc gì không, thì anh trả lời tôi chỉ tiếc là chưa giết được thằng McNamara. Và chúng sự bằng anh một, và trước lúc chết anh đã hô hô to những cái lời là hãy nhớ lấy lời tôi, đã đạo thánh đã đạo đi cùng Mỹ, Việt Nam muôn năm, Việt Nam muôn năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn năm, ba lần như thế. Và cái câu nói của anh đã được lịch sử ghi khắc và có nhiều bài báo, nhiều bài viết viết về anh, đặc biệt là bài thơ của Tổ Hữu viết về anh rất là xúc động. Và Bác Hồ cũng có một lời viết rất khen về anh rất là tốt. Thì gia đình đã làm lễ tang và tưởng nhớ đến anh. Ở đây thì có chùa Khánh Hội cũng tổ chức một cái lễ cầu siêu rất là lớn để cầu siêu cho anh. Tuy nhiên thì hình vật ảnh thể hiện trong truyện tranh hơi khó, thành tác giả không nhằm tác giả không đưa vào, mà đưa đây là cái cảnh mộ đất của anh được bọn địch chôn tạm. Sau này thì anh được di hài của anh là được di chuyển về tại nghĩa trang liệt sĩ của thành phố Hồ Chí Minh. Và để thì nói gương bất khuất kiên cường vẫn trỗi thì phong trào giết giặc trả thù dân rộng khắp cả nước. Ngày độc lập là đến ngày 30 tháng 4, thì đây là một hình ảnh mà nhóm tác giả cũng đưa lên để liên tưởng đến chị Quyên đang nhìn lên di ảnh của anh trên bàn thờ với một vẻ mặt tươi và tưởng niệm nghĩ về anh và thầm 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 khẩn trong trong lòng cái ước mơ của anh giải phóng miền Nam thống nhất đất nước đã được hoàn thiện, đã được được thành công. Mà ở phía bên ngoài cửa sổ là những cái cuộc reo hò của những nhân thành phố Hồ Chí Minh trên đường mừng ngày 30 tháng 4 chiến thắng. Và cái cảnh cuối là cái cảnh nhóm tác giả đưa đây ra là một kỳ nghĩa trang liệt sĩ ở Quảng Nam với hình ảnh của anh Nguyễn Văn Trỗi, và cái hình ảnh của cô giáo đưa các em học sinh đi viếng nghĩa trang liệt sĩ nhằm giáo dục cái truyền thống cách mạng cho các anh, nhằm giáo dục cái tấm gương của anh Trỗi để cho một thanh niên ưu tú, để cho có thanh thiếu niên Việt Nam học tập noi theo. Nhóm xin và thì những người thực hiện ở đây thì ý tưởng và sáng lập dự án là thầy Cao Vương, giám đốc học viện AI, cố vấn chủ nhiệm dự án là thầy Nguyễn Quang Huy, và nhóm biên tập gồm tôi Lê Văn Khoa, anh Nguyễn Tung Anh, chị Phạm Thị Hằng và Lê Nam Mũi. Xin phép được kết thúc. Cảm ơn.
Ok, cảm ơn anh Lê Văn Khoa cũng như là team đội nhóm đã trình bày cái cuốn truyện rất là hay đúng không ạ? Và ngày hôm nay khi mà chúng ta nghe anh Khoa kể chuyện cũng như là trình bày cuốn truyện của mình thì Phương cảm thấy rằng nó hoàn chỉnh hơn so với lần trước rất là nhiều rồi, và đọc có cảm xúc hơn này, rồi tinh chỉnh hơn đó. Thì bao nhiêu anh chị em thấy rằng là cuốn truyện của team anh Lê Văn Khoa là quá là hay, quá là đẹp. Cốt truyện ý nghĩa thì chúng ta hãy comment xuống chúc mừng anh Lê Văn Khoa của chúng ta đi ạ. Chúc mừng anh và team của anh Lê Văn Khoa. Chỉ phải làm đoàn phường nhanh thế. Chúng ta hãy cùng chúc mừng và cho điểm team của anh Lê Văn Khoa nhá. Anh chị em có những đóng góp ý kiến gì thì chúng ta hãy comment dưới mục chat. Những đóng góp ý kiến của anh chị em là niềm vui lớn nhất của team anh Lê Văn Khoa đấy ạ. 9, 9,8, ủa còn 9,6, hay quá, 9, 9, 9,5, đọc điểm cũng hồi hộp quá anh chị em ạ. Còn không ạ, 9,8, 9,1, anh Lê Văn Khoa tự cho điểm mình đúng không ạ, rất hay. Còn không ạ, anh Đạt 10 điểm, anh Luận 9,1. Cảm ơn anh chị em rất là nhiều. Những anh chị em là chưa có tối đa điểm 10 thì chúng ta hãy comment những cái đóng góp ý kiến cho anh team team anh Lê Văn Khoa ở dưới mục chat nhé. Một lần nữa xin chúc mừng anh Khoa cũng như là team của mình đã trình bày xong cái cuốn truyện của mình rất là hấp dẫn, hình ảnh rất là mượt, rất là đẹp. Cảm ơn anh. Cảm ơn tất cả anh chị em, chúng ta đứng ở ngồi ở trong ghế nóng để chúng ta cho điểm rất hồi hộp đúng không ạ? Phương rất thích cảm giác này. Bây giờ thì Phương xin mời một team đội khác được không ạ? Anh team đội nào xung phong tiếp ạ? Chúng ta nhanh nha. Nhanh thì chúng ta có phần, chậm thì chúng ta hết phần nha. Tuấn Anh vẫn còn cho điểm 9,5. Team chị Kim Anh sẵn sàng chưa ạ? Team chị Kim anh Nguyễn Thắng sẵn sàng chưa ạ? Sang rồi. Ok, xin mời anh Nguyễn Thắng. Xin chào tất cả các anh chị em. Thì hôm nay Thắng với chị Kim Anh xin giới thiệu luôn về cái tác phẩm của mình. Thì trước mắt là trước tiên là giới thiệu với các anh chị về phần tác giả. Thì tác giả truyện là trong nhóm là có chị Hà Kim Anh và Thắng Nguyễn. Thì thật là tình cờ mà cũng thật là có nhiều cái điểm trùng hợp. Thì hai chị em khi bắt đầu vào trao đổi với nhau rồi thì hai chị em thứ nhất là cùng đều là tuổi tuổi tốt cả, anh sinh năm 82 còn chị Kim Anh thì sinh năm 70, thì hai chị em lại có những cái điểm chung về lại có một công ty làm về nội thất. Chị Kim Anh cũng có làm công ty về về việc nội thất cũng khoảng 9 năm rồi, Thắng thì là 13 năm về công ty nội thất. Còn cái việc mà cái hình ảnh là hai chị em ngay từ đầu mà chị em cũng còn nhìn thấy về một cái kiểu như đẹp ấy thì giống nhau ngay từ đầu chắc cũng không cần mình phải nói nữa. Thì anh nói đùa thôi. Thì bây giờ có thể bắt đầu luôn về cái câu chuyện của hai chị em. Thì xin share cái màn hình luôn. Lời nhắn nhủ cuối cùng ạ. Lời câu chuyện được mang tên là Lời nhắn nhủ cuối cùng. Tác giả Hà Kim Anh, Thắng Nguyễn. Anh xin phép được đọc luôn ạ. Chiều Sài Gòn cuối tháng 4 năm 1975, nắng rọi gắt xuyên qua các tán lá. À, dừng chân uống ngụm nước vậy. Này các cậu, hai ngày nay không ăn gì nên uống nước lã thấy ngọt như nước dừa ấy. Tôi thấy giống chè sen long nhãn đấy chứ. Chúng tôi cười như chưa từng có trận pháo kích điên cuồng diễn ra trước đó. Bỗng vài phút sau, rùm rùm tiếng động cơ của xe tăng đã tiến vào. Đoàn đoàn chiếu. Má, má, sao má ra đường giờ này? Vào đây trú ẩn má ơi. Má mang cho tụi bay mấy củ khoai nóng hổi đây này. Má vừa luộc xong, khoai nóng ngon lắm. Tụi bay ăn đi cho có sức chiến đấu. Tôi nhận ra má Bảy. Má sống một mình ở khu chợ cách Dinh Độc Lập hai khu phố. Sống mũi tôi bắt đầu cay cay. Chiêu, ôi, Má, má. Tôi vội lao tới ôm chầm lấy má. Rổ khoai rơi bịch xuống đường. Ôi ôi, má ơi, má ơi.
má bị chúng đạn lạc rồi, để con đưa má về chỗ cứu thương. Chúng tôi nhanh chóng bế má chạy về phía khu nhà bên trong. Má có cố gắng lên má nhé, hít thở sâu vào, má sẽ không sao đâu. Nơi có một số anh em đồng chí đang trông giữ. Cái thằng này đã nói là má bị qua loa thôi. Quân địch ngừng bắn rồi, tranh thủ gọi anh em nghỉ ngơi, ăn cho má an tâm nhé. Một số anh em bị thương cũng đang được điều trị và nghỉ ngơi. Cô ơi, nhanh lên, nhanh lên. Má bị thương, cô băng ngay dùng. Má mất máu nhiều quá. Dạ, anh làm ơn đưa má vào trong này. Em lấy thêm thuốc giảm đau rồi trở lại ngay. Con ơi, má có việc này gấp. Chúng tôi nhanh chóng đưa má ngồi lên giường và kiểm tra vết thương. Con ngồi lên đây, má đưa cái này. Má run rẩy thò tay vào túi áo lấy ra một giấy nhỏ rồi đưa tôi. Tôi cầm nhanh rồi ghé sát má, cố lắng nghe những lời yếu ớt. Con à, đây là thằng Thắng, con trai má. Nó tập kết ra Bắc đã 2 năm nay, không nhận tin tức gì. Má yên tâm băng bó vết thương. Con hứa sẽ tìm bằng được cậu ấy về cho má. Má, má ơi, cố lên má. Thân già này có thấm vào đâu với sự gian khổ của các con. Má chỉ đóng góp được một phần nhỏ của mình. Mong dân tộc ta sớm được thống nhất quá con ơi. Má ơi, chúng ta nhất định sẽ chiến thắng. Dân tộc ta nhất định sẽ thống nhất. Tôi gạt nước mắt, nhìn người bé miền Nam mảnh mai với trái tim vĩ đại. Đứng lặng ít phút, chúng tôi nhanh chóng lao ra ngoài. Anh em, ra đi nhanh lên. Đồng đội đang chờ chúng tôi. Tổ quốc đang chờ chúng tôi. Tiến lên, tiến lên. Trong sâu thẳm, thôi thúc hai tiếng Việt Nam. Tiến lên, tiến lên. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, khắp các nẻo đường ngập tràn cờ hoa mừng chiến thắng. Anh hô Việt Nam, Việt Nam. Chiến thắng Việt Nam. 30 tháng 4 năm 1975, chúng ta đã giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Việt Nam, Việt Nam, hai tiếng thân thương. Những cỗ xe tăng T-54 đổ cổng Dinh Độc Lập đã làm nên lịch sử năm ấy, mang số hiệu 843, 390, 846. Việt Nam chiến thắng. Sau ngày thống nhất đất nước, những người lính lần lượt ra quân và xây dựng cuộc sống bình thường thời hậu chiến. Nhớ lời hứa với người mẹ năm ấy, bằng các mối quan hệ khắp nơi, tôi đã ra Bắc tìm được anh tại vùng quê Thái Bình. Anh làm cán bộ đoàn với việc tuyên truyền vận động. Tôi kể lại những lời nhắn nhủ cuối cùng của má. Anh ngồi bất động, chỉ có đôi bàn tay là nắm chặt, như để vượt qua nỗi đau và sự mất mát. Thắng ơi, thằng cậu này, ngày bé tớ cũng ao ước được thành họa sĩ đấy. Tôi đưa anh tấm giấy có hình và tên tuổi anh năm xưa má đưa cho tôi. Ôi má, cậu vẽ giống quá, đẹp quá, cảm ơn cậu. Cảm ơn Hà, nếu không có cậu thì... Đừng nói vậy, má tự hào về cậu lắm. Kỳ lạ thật, bọn mình lại bằng tuổi nhau. Ừ, như thể chúng ta là hai mảnh ghép vô tình, nhờ má để được gặp nhau. Anh bỗng khoác lấy vai tôi nghe rõ tiếng thổn thức. Má ơi, má ơi. Anh Thắng, chú Hà này, lần gặp lại, chúng tôi đã kết nghĩa anh em. 30 tháng 4 này, nhà mình vào thăm chú Hà nhé. Vâng ạ, vâng ạ, thích quá. Trang ơi, mình sắp được vào thăm nơi nội ở năm xưa đó. Các em biết không, chiến thắng 30 tháng 4 có công của bao người thầm lặng. Ngày trước, nội chỉ bầu bạn với con mèo thôi đó các con. Với chút thích thú hội họa, tôi theo học kiến trúc và trở thành một kiến trúc sư điêu khắc. Các anh em ơi, mấy tay uống nước nhé. Nước lã ngọt như nước dừa, sếp nhỉ. Nhân duyên đưa tôi làm những tác phẩm hình tượng người má Nam Bộ ngày nào. Có những sự hy sinh thầm lặng góp phần làm nên mùa xuân. Có những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi lại là khởi đầu cho những nhân duyên mới. Câu chuyện xin đến đây là hết. Lời nhắn nhủ cuối cùng, tác giả Hà Kim Anh, Thắng Nguyễn, dự án vẽ truyện tranh bằng AI mừng ngày giải phóng miền Nam 30 tháng 4 năm 1975 của Học viện AI. Thì câu chuyện xin đến đây là hết. Thì xin có ý kiến từ các anh chị, và cũng giới thiệu qua thì đây là cái truyện tranh đầu tiên mà
mà Thắng làm và chị Kim Anh cũng cùng tham gia. Thì khi mà đưa ra cái cam kết và cái sự kiện mà vẽ truyền tranh này thì mấy chị em cũng nhảy vào cam kết ngay từ lần đầu, mặc dù là cũng chưa đăng ký qua cái buổi học về vẽ truyền tranh cả. Thì ngay khi mà cái việc mà lớp mà mở vẽ truyền tranh đưa ra thì nó cũng sát ngày quá, bản thân mình cũng không có vào ngay cái học cái buổi đầu tiên nữa. Qua cái buổi thứ hai thì chỉ có tóm tắt lại cái thông tin mà những người đã tham gia buổi đầu đã nói chuyện rồi thôi. Thì thôi là mình mà cái việc mà triển khai cái việc mà anh em cùng tham gia cái dự án này nó cũng rất là gấp rút. Thì mình cũng xác định thôi mình cứ làm xong cái chuyện này cái đã, rồi quay lại mình xem là cái video của cái buổi học về chuyên tranh kia cũng được. Và xin cảm ơn các anh chị em ạ. Ok, xin chúc mừng anh Nguyễn Thắng và cùng với chị Hà Kim Anh, một người ở Việt Nam, một người ở đất nước Đức, nhưng mà vẫn hợp tác với nhau để làm lên một câu chuyện, một cuốn truyện có tựa đề là Lời Nhắn Nhủ Cuối Cùng, xuất sắc luôn. Xin chúc mừng anh Thắng. Anh Thắng tắt xe màn hình giúp em nhé, để em nhìn thấy tất cả anh chị em. Ok, và bao nhiêu anh chị em thấy rằng cái cuốn truyện này hay hơn cái lần trước mà chị Kim Anh trình bày rồi thì chúng ta hãy comment chúc mừng team anh Nguyễn Thắng đi ạ. Trong vòng một tuần thôi thì tất cả các team đều hay hơn tuần trước rất là nhiều. Đúng là chúng ta phải họp thường xuyên với nhau, phải đóng góp gọi là kịch liệt với nhau đúng không ạ? Không phải ở đây chúng ta ngồi đây để khen nhau. Phương nhớ là lần trước chê nhiều quá đúng không? Chính vì chê nhiều quá cho nên là tuần này Phương thấy là đội nào cũng xuất sắc luôn. Và đội nào cũng 9 điểm, 9 điểm rưỡi, 10 điểm. Quá tuyệt vời luôn. Cảm ơn anh chị em rất là nhiều và xin chúc mừng team anh Nguyễn Thắng và chị Hà Kim Anh, múa nhân duyên từ hai nước để làm lên một cuốn truyện tranh lịch sử Việt Nam rất là tuyệt vời. Chúng ta hãy cùng cho điểm đi ạ. Làm hơn họp chị ơi, đúng rồi, làm hơn họp đấy chứ. 9,5, 9,5, toàn 9,5 thôi. Ôi quá. Chị Tiếp tục đi Kim ạ, Anh có chia sẻ gì 9,6. không ạ? Được không? Ok, chị Kim Anh có muốn chia sẻ gì không ạ? Anh chị em tiếp tục cho điểm đi ạ. Tại vì khi mà tất cả anh chị em có mặt ở trong phòng Zoom 27 người thì hai ít nhất là 25 người đúng không ạ? Trừ thầy, trừ Phương ra chưa cho điểm thì anh chị em hãy 25 người chúng ta hãy cho điểm đi ạ. Bởi vì càng ít người cho điểm thì lát nữa ban tổ chức chúng ta sẽ tổng kết tất cả các điểm lại để chia ra để ra số điểm trung bình. Do vậy là nếu như anh chị em ở trong phòng Zoom mà không cho điểm ấy thì thiệt thòi cho cái team đó. Do vậy là rất là mong muốn tất cả anh chị em đang có mặt ở trong này thì hãy cho điểm đi ạ. Thấy mọi người làm em háo hức quá, quá hức đi chứ. Nắm tay nhau, nhìn nhau, nhảy cảm chút. Mọi người cứ làm nha, đây 9,75. làm cuốn đầu tiên như là cuốn này luôn nhé. Đấy, không có điểm nào 9 nha anh chị em nha. Toàn 9,5 trở lên rồi. Quá tuyệt vời. 9,5 ủng hộ đấy chứ. Kinh thật đấy. Cảm ơn anh chị em cho hết điểm chưa? Còn anh chị em nào chưa cho thì gắng cho nhá. Có chị Kim Anh Rồi, gì xin nói gì mời kìa. chị Kim Anh có lời nào muốn chia sẻ từ đất nước Đức không ạ? Xin chào thầy và tất cả các anh chị em trong Zoom. Và rất xin lỗi vì là vào Zoom muộn, phải đi đến chỗ làm. Thực sự là khi mà nghe Thắng chia sẻ cái câu chuyện thì mình rất là xúc động, rất là cảm ơn Thắng, cảm ơn rất nhiều vì nhân duyên. Và một điều xúc động nữa là bản thân mình là một cái người mình tự tự thấy rằng mình rất là chậm về về công nghệ đấy, tất cả mọi thứ là gần như là Thắng là phải làm, mà Thắng thì cũng cũng nói rằng là cũng đuối lắm, bận lắm. Cái thứ hai là cũng lần đầu tiên luôn là hai chị em làm chuyện ấy, thế mà thực sự là nó gọi là nó khoai luôn ấy. Cứ nói đùa với Thắng là đúng là có củ khoai, cho nên là cái bài này nó khoai quá. Nhìn thấy mọi người làm về về bố cục này, về tranh này, rồi là nhất đặc biệt là những cái chuyện của thầy ấy, thì mình cảm thấy so với mọi người thì mình thực sự là rất là gần như là không so sánh được vì rất là nhỏ bé. Thế và đặc biệt là cái chuyện của anh Khoa vừa rồi là về chữ, chữ rất đẹp luôn, trình bày nắn nót, chữ nghiêm túc và lại thuần Việt nữa. Thế thì vừa mang tính là lịch sử này, rồi là vừa mang tính hoạt hình nhưng mà cũng mang tính là văn học nữa, thì rất là hay. Và từ đây thì mình cũng cũng học hỏi được một chút ở các cái câu chuyện trước, và chắc chắn rằng là sau này thì cũng sẽ hoàn thiện hơn về về những cái chuyện tiếp theo, và mong muốn rằng là
Không những là team của Kim Anh thắng và tất cả các anh chị em cũng sẽ đồng hành với nhau ở những cái câu chuyện tiếp theo để chúng ta hoàn thiện. Thứ nhất là hoàn thiện mình, thứ hai là hoàn thiện về kỹ năng, và thứ ba là hoàn thiện về một cái gọi là một cái tổ chức mà có lẽ là lần đầu tiên ở ở Việt Nam mình làm được những cái chủ đề này, cũng như là lan tỏa được những cái giá trị từ từ những câu chuyện tranh ở cái công nghệ AI và Midjourney này. Xin cảm ơn thầy và tất cả các anh chị em. Ok, cảm ơn chị Kim Anh. Anh chị em đều rất là bận đúng không ạ? Anh Thắng và chị Kim Anh đều rất là bận, nhưng mà chúng ta vẫn đã hoàn thành xong một cuốn truyện với một thời gian rất là gấp rút, với rất nhiều những cái sự nỗ lực và sự cố gắng, tâm huyết dành cho cuốn truyện này. Và cuối cùng chúng ta cũng gần như là hoàn thành, và hoàn thành rất là xuất sắc. Xin chúc mừng team chị Kim Anh và anh Nguyễn Thắng, và cùng với tất cả các team anh chị em có mặt ở đây trong thời gian vừa qua đã nỗ lực để làm lên một cái kiệt tác, có thể nói giống như chị Kim Anh vừa nói rằng là ở Việt Nam chưa có ai làm được cái điều này, và chúng ta là người đầu tiên, do vậy là chúng ta tự hào về điều đó đúng không ạ? Bao nhiêu anh chị em chúng ta thấy rằng là mình cũng rất là giỏi, mình cũng rất là tự hào về mình, thì hãy comment là tự hào đúng không ạ? Tôi tự hào về tôi đó. Ở dưới mục chat được không ạ? Tôi tự hào về tất cả anh chị em rất là nhiều, và thực sự rất là vui, bởi vì là thực ra là đúng là về truyện tranh về lịch sử nó khoai thật, gọi là không phải một củ khoai đâu mà n củ khoai, nhưng mà càng khoai thì lại càng thách thức chúng ta đúng không ạ? Và khi mà khoai như thế mà chúng ta vẫn làm được thì cái chiến thắng của chúng ta nó ngọt ngào một cách kinh khủng khiếp luôn đúng không ạ? Một chủ đề quá khó. Đúng rồi, cảm ơn anh chị em rất là nhiều. Chúng ta tự hào về chúng ta, càng khó. Nếu như mà chúng ta đi với thầy Quang Huy nhiều ấy thì chúng ta sẽ học được một cái điều mà gọi là mang tính chất thương hiệu của thầy Quang Huy, đó là chỗ nào khó thì thầy Quang Huy nhảy vào. Chỗ nào khó thì có thầy. Đó, thầy toàn nhận những cái thứ khó thôi, những thứ dễ thì ai cũng làm được. Nhưng mà cái quan điểm của thầy là khó không thằng nào làm được thì tao làm. Đúng không? Đấy là cái gọi là phong cách của thầy Quang Huy là như thế. Nên là nếu mà chúng ta đi theo thầy thì hay nhận việc khó lắm, nhưng mà nếu chúng ta thành công ấy thì thành công ngọt ngào, mà không thành công ấy thì chúng ta có bài học, có trải nghiệm, thì đấy cũng là một cái điều rất là tuyệt vời rồi, đúng không ạ? Cảm ơn anh chị em rất là nhiều. Khoai nước được đóng thì thơm ngon. Còn anh chị em team nào nữa không ạ? Còn team nào không? Còn Dung, Quốc Dung Trần và Trần Luận. Chị Dung trình bày à, hay anh Trần Luận trình bày? Luận ơi, em muốn trình bày hay không? Hôm trước chị Dung trình bày rồi, hôm nay đổi gió anh Trần Luận đi nhở? Alo, Luận đâu Anh ta? Trần Luận còn đấy không? Chị trình bày luôn chị. Ok, xin mời chị Dung Trần. Thì thấy mọi người vẽ hay quá là mình cũng hơi khớp. Cả nhà thấy được cái chuyện của chị đưa chưa? Dạ thấy rồi chị. Đó, Ký ức của bé và ngày độc lập. và cái này vừa mới làm xong chữ chưa lựa được, nó cứ tạm nhận như vậy. Rồi chị xin phép đọc luôn, không nói tùm lum Đúng rồi, chị cứ ha. đi thẳng vào vấn đề, không giải thích, phân tích. Cuối tháng 3 năm 2000, ôi chết cha, năm 2023, Đức và Hạnh Quỳnh là hai học viên của Học viện AI đã hẹn gặp tại quán cà phê sân vườn. Chào chị Hạnh Quỳnh, có việc gì hẹn chị gấp về Đức? Có đấy mới hẹn chứ, việc gì nói chị nghe xem. Học viện AI tổ chức làm chuyện cho anh mừng ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày thống nhất đất nước. Chị Hạnh Quỳnh biết chưa? Chị biết rồi, chị có đăng ký mà chưa biết bắt đầu từ đâu. Thế thì em và chị cùng nhóm nhé, cứ làm tự khắc biết thôi chị. Chị có vài ký ức của những ngày ấy, chị em mình thử bắt đầu từ đây đi. Các nhóm đã chọn được câu chuyện rồi, có cả nhà văn, có cả nhà viết truyện, có cả sử học nữa nữa chị ạ. À, nhưng mình cứ viết theo khả năng mình đi chị nhé. Thế thì mình bắt tay vào câu chuyện của mình thôi. Trở về ký ức của đứa trẻ 7 tuổi, của những ngày đầu năm 1975.
tại một xóm ở quận 3, Sài Gòn, được gọi là xóm Nhà Đèn. Gia đình Hạnh Quỳnh sống ở đó. Ồ, chết rồi. Xin lỗi, sao tự nhiên bị nhảy trang rồi cả nhà ơi. Thôi cả. Nhà Hạnh Quỳnh có bốn chị em, nhưng chị hai Hạnh Quỳnh là người tinh nghịch, thích ghẹo lính Mỹ, là một trong những trò vui mà chị hai và bạn thích nhất. Ghẹo lính Mỹ theo kiểu đi sau họ rồi nói: "Ê tụi bay, mấy ông Mỹ này to con như vậy, sợ Việt Cộng lắm chứ, sợ Việt Cộng lắm tụi bay, nhìn ngầu hầm vậy chứ, thấy Việt Cộng là chạy té khói luôn. Các em nói gì? VC hả? VC ở đâu? Ổng biết nói tiếng Việt tụi bay ơi, chạy tụi bay ơi, ha 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 ha." Chị hai của chị kể cũng tinh nghịch thật. Thế ba chị thì thế nào? Chị nhớ khi đó ba chị thường sang nhà bác Sơn, là người chủ hiệu buôn, để trò chuyện. Sau này ba mới nói bác Sơn là cấp trên của ba. Tại nhà bác Sơn, chú Bảy này, nhắm có đi được việc anh giao không? Những gì mấy ảnh cần thì cũng đã gom đủ rồi. Mai chú có thể đi. Dạ được, chuyện đó em cứ để em. Thế là sớm hôm sau, ba Hạnh Quỳnh đã đi lên Hóc Môn tới nghĩa trang dòng họ. Ba Hạnh Quỳnh vào nghĩa trang thắp nhang cho các ngôi mộ trong dòng họ, sau đó đến nhóm chơi gà chọi đứng xem. Lên cửa nó: "Chết nè con." Trong khi mọi người đang chăm chú xem gà đá thì ba Hạnh Quỳnh kín đáo đặt vali xuống và nói chuyện với một người áo đỏ. Khi nhận đúng khẩu khẩu lệnh thì ba Hạnh Quỳnh rút lui và người đó nhanh chóng xách vali đi. "Anh có gà chọi không?" "Có nhưng không bán." "Chết này chưa." Ba chị vẫn được bác Sơn giao những việc đại loại như một người chỉ biết như vậy, một người chỉ biết lo gia đình như ba chị. Thế mà khi có dịp để làm việc gì đó cho đất nước thì làm không ngần ngại. Vậy mới biết lòng yêu nước thì nó có sẵn trong lòng mỗi người Việt Nam. Vào một ngày cuối tháng 2 năm 1975, anh sang nhà anh Sơn nha em. Anh sửa giúp em cái máy may xong rồi đi. "Được rồi, để cho anh sửa cho." "Ba má ơi, bác Sơn bị bắt." "Con đi chơi về thấy bác Sơn bị lính bắt. Thả ông Sơn ra. Ổng làm gì mà bắt ổng?" "Rồi bác Sơn ra sao?" "Ngày hôm sau, bác được đón về nhà. Bác chết vì bị tra khảo, bị dí điện cho tới chết. Họ nói bác là Việt Cộng. Dù ở Sài Gòn hoa lệ nhưng không bình yên như vẻ bề ngoài của nó. Chiến tranh mà." Vào một ngày đầu tháng 3 năm 1975, bác Tư Cò là bạn của ba Hạnh Quỳnh từ xong bé lên chơi. "Anh Tư tự nhiên nha, em đi chợ kiếm gì ngon về nấu. Em đi chợ đi để tụi nhỏ ngồi đây chơi." Anh Sáu mất rồi. Bác Tư Cò kể cho ba Hạnh Quỳnh nghe nguyên nhân cái chết của bác Sáu là do bộ đội qua sông bị địch phát hiện. "Bọn Việt Cộng dừng lại, buông xuống, không thì tụi tao làm cỏ tụi bay." "Chiu chiu." "Anh Sáu có sao không?" "Tôi ổn, đừng lo. Tôi sẽ đưa các anh đến chỗ an toàn." Nhưng có một tin vui là quân giải phóng chiến thắng khắp nơi. Ngày hòa bình gần lắm rồi anh Bảy. Ngày 28 tháng 4 năm 1975, mấy hôm nay chiến trường đánh nhau dữ lắm đó, tụi em ở nhà chơi thôi nha. Dạ. Mấy hôm trước em đi học thấy tổng thống Hương diễu hành nhận chức, hôm nay lại nghe đổi tổng thống nữa. Tổng thống mà đổi xoành xoạch là sắp có chuyện lớn rồi đó. Mấy hôm nay mấy ông Mỹ lo rút về nước hết, không ai để chị chọc hết. Hi hi. Cầu mong hòa bình, mau hòa bình.
Mấy hôm nay ở trong nhà chơi thôi nha tụi con. Dạ. Anh đưa ông Tony ra sân bay nha. Em ở nhà. Anh đi nhanh rồi về với mấy mẹ con. Mình đi mau về mau nha. Đó là chiều ngày 29 năm 1975. Hãy đi cùng tôi về Mỹ. Giờ anh về cũng khá nguy hiểm. Cảm ơn anh. Tôi phải về với vợ con tôi. Đây là quê hương của tôi mà. Cảm ơn anh. Tạm biệt anh Bảy. Về nhanh, vợ con mình đang chờ. Máy bay trực thăng bắn nhau phía trên bầu trời thành phố. Mấy đứa vô nhà ngay cho má. Dạ, tụi con vô liền. Chiêu, chiêu, xe, 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 xe. Nhiều người lính cởi bỏ quân phục, xin đồ dân để mặc về quê. Chị ơi, cho em xin bộ đồ cũ của anh để em mặc về quê đi chị. Nếu được cho em xin một bộ luôn chị nha chị. Chờ tôi một chút xíu tôi đem xuống cho. 11:30 ngày 30 tháng 4 năm 1975. Tôi, Dương Văn Minh, Tổng thống chính quyền Sài Gòn, kêu gọi quân lực Việt Nam Cộng Hòa hạ vũ khí đầu hàng, không điều kiện quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Tôi, Dương Văn Minh. Giải phóng rồi, hòa bình rồi em ơi. Anh đi ra đón quân giải phóng đây. Cuối cùng thì cũng hòa bình rồi. Cả thành phố ngập trong cờ hoa, người dân chạy ra chào đón đoàn giải phóng quân. Thống nhất đất nước rồi bà con ơi, hoan hô đoàn giải phóng quân, hoan hô bộ đội Cụ Hồ. Ngày 1 tháng 5 1975, trẻ con cả khu vực được tập hợp ca hát vui mừng thống nhất đất nước, vui đón thống nhất đất nước như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng. Em là búp măng non, em lớn lên trong mùa cách mạng, vui quá. Tiến về Sài Gòn, ta tiến về Sài Gòn, tiến về Sài Gòn, ta tiến về thành đô. Cả chị em về nhé. Hơn tháng sau, ba Hạnh Quỳnh lên sóng Sông Bé thăm bác Tư Cò. Tôi tranh thủ ghé xuống thăm anh đây. À, Tư Cò, mình gặp nhau lần này là đất nước thống nhất nhanh nhanh ha ha. Nghe lòng vui phơi phới, nghĩ anh Sáu và bao nhiêu đồng bào mình bỏ mạng cho cuộc chiến mới thấy hòa bình quý báu lắm. Mới hôm trước lên tôi hai chân anh đầy đủ đủ, nay tôi ghé thăm thì anh đã thế này, còn được gặp lại anh là tôi mừng, tôi vui lắm rồi. Gặp lại bác ba Hạnh Quỳnh, bác Tư Cò vui lắm. Tuy còn một chân nhưng bác rất vui, bác thấy mình may mắn hơn bao chiến sĩ đồng bào, lại là còn cái thân để về vui với vợ con gia đình. Bác thấy hạnh phúc, thấy may mắn và luôn thấy mình nợ ân tình của dân tộc. Tôi và sắp dọn nhỏ về thành phố đây, ở chơi vài ngày thế là đủ rồi. Anh ở lại giữ gìn sức khỏe nha anh Tư. Gặp anh mà tôi nhớ ông Sáu quá. Trước đây tụi mình gặp nhau là ba đứa, giờ thôi, đang vui thôi anh về nha. Đây là câu chuyện dựa trên những gì có thật, rất bình dị như lời của trẻ nhỏ, nhưng thông điệp mà chị em mình muốn gửi gắm là để có hòa bình và sự phát triển đất nước như ngày hôm nay là công sức của toàn dân tộc. Hãy yêu quý những gì mà chúng ta đang có ngày hôm nay, vì để có được hai chữ hòa bình, cha ông chúng ta đã hy sinh rất nhiều xương máu. Hãy luôn ghi nhớ công ơn của ông cha và các bạn nhé. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Thân ái chào các bạn. Ok, chị giới thiệu tác giả đi ạ. À, cái tựa đề đó là, để chị xem là tựa Tác đề. giả thì giới thiệu tác giả giới thiệu bản thân mình, tên tuổi, chị đến từ đâu, chị làm công việc gì và chị đã có kinh nghiệm viết truyện tranh hay chưa, hay là đây là tác phẩm đầu tay của chị? Xin tự giới thiệu, chị là Trần Thị Quốc Dung, là học viên của Học viện AI. Thì đây là cái câu chuyện mà tự viết ra. Còn mấy lần trước thì dựa vào một cái cốt truyện nào đó để làm.
Có thể nói hai câu chuyện kia làm được là bao chuyện, nhưng mà cái câu chuyện lần này thấy có nhiều sự tiến bộ hơn hai lần trước rất là nhiều, là cũng nhờ sự đóng góp góp ý của các anh em. Có thứ hai nữa, còn một người thứ hai đó là Trần Luận. Trần Luận thì cùng với Trần Luận thì ở Thanh Hóa, và hai chị em cũng không gặp nhau. Khi mà đưa lên câu chuyện là hai chị em gặp nhau là để có cái cảnh thành phố cho nó đẹp, chứ còn hầu hết là hai chị em đều bàn luận với nhau qua qua Zalo hoặc điện thoại. Trong câu chuyện này thì chị có lần trước mọi người đóng góp là câu chuyện không có nhân vật chính, nhưng mà thật ra cũng không có ý muốn để nhân vật chính, vì đứa bé nó mới 7 tuổi. Tất cả những cái đó là giống như là một cái lời kể lại và kết nối lại thôi, và chủ yếu là đưa ra một cái ý nghĩa, đó là cái hòa bình của đất nước, là một cái sự hy sinh to lớn của cha ông mình, và mình phải phải quý báu điều đó. Thì câu chuyện nói chung là trong lúc mà làm á, thì hai chị em bàn luận rất là nhiều, và cũng có những cái thật sự là có nhiều lúc là bị bí á, và cũng cũng buồn cười là lần trước là khi mà làm á, thì cũng bị không biết sao việc nó tới tới tấp luôn, làm mà việc thì không ở gần, đi rất là xa. Thế là cái thời gian vẽ để làm chuyện á thì nó hình như nó rất là gắt. Rồi lần này tưởng là có mấy ngày là mình mừng lắm là để được làm, nhưng mà tiếp tục đó lại lại đi mấy ngày nữa, thì vừa mới về lúc tối hôm qua lại ngồi tới giờ cho nó xong. Thành ra là nó cũng có những cái giống như tới bây giờ mới làm tờ bìa, mà bìa thì chưa có kiếm được cái phông chữ nào cho được hết, thì nói thôi cứ để tạm cái phông chữ đó, rồi sau khi họp thì từ từ tìm lại cái phông chữ cho nó ưng ý mình hơn. Câu chuyện tới đây là hết. Ok, cảm ơn chị Quốc Dung Trần. Rất là hay đúng không ạ? Hay hơn lần đầu rất nhiều luôn. Bao nhiêu anh chị em cũng thấy là giống như Phương, là thấy là giọng đọc cũng hay hơn đúng không ạ? Nhanh hơn, chuyên nghiệp hơn, hình ảnh rồi những cái điều mà góp ý của buổi trước ngày hôm nay cũng đã hoàn thiện một cách tốt hơn. Thì nếu như anh chị em thấy quá tuyệt vời với tác phẩm của chị Quốc Dung Trần với anh Trần Luận này, thì hãy chúc mừng team chị Dung với anh Trần Luận của chúng ta đi ạ. Câu chuyện hay quá đúng không ạ? Chúc mừng team chị Dung anh Trần Luận tuyệt vời. Và sau khi chúc mừng, chúng ta cũng không quên cho số điểm đúng không ạ? Chúng ta có khoảng 3 giây, 5 giây đi, 5 giây để chúng ta cho số điểm của team chị Dung và anh Trần Luận. Nếu như có những đóng góp ý kiến gì cho phần trình bày cũng như tác phẩm của team này thì chúng ta hãy comment dưới mục chat. Wow, 9,5, 9, 9,5. Wow. Tiếp đi anh chị em, mới được có 3 người cho điểm thôi. Ở đây chúng ta có 26 người. 9,7 dễ thương. 9,7 cho dễ thương là cho điểm dễ thương à? Tiếp đi ạ, anh chị em ơi. 26 thành viên cơ mà. 26 thành viên thì ít nhất cũng phải được 24 thành viên cho điểm ạ. Hiện tại chỉ có mỗi 4 điểm thôi. Còn các anh chị em khác thì sao ạ? Nếu anh chị em không cho điểm thì team chị Dung Trần với anh Trần Luận sẽ rất ít điểm trong buổi chiều ngày hôm nay. Do vậy là chúng ta hãy tiếp tục cho điểm đi ạ. Tuấn Anh 9,25. Lê Văn Khoa 9, Bích Thủy 9, Hùng Trần 9,7, Đoàn Hiền 9, Hoàng Phạm 9,5, Diên Hồ 9,5, Đoàn Phương 9, Linh Múi 9 à. Ok, chúng còn không ạ? Anh Tấn Sơn 9, Hà Kim Anh 9. Cảm ơn anh chị em rất là nhiều. Anh chị em có những đóng góp ý kiến gì thì hãy comment xuống mục chat nhé. Một lần nữa xin chúc mừng team chị Quốc Dung Trần và anh Trần Luận. Cảm ơn anh chị em đã cho điểm phong cách cần rõ ràng hơn. Ok anh Tấn Sơn. Còn team nào muốn trình bày không ạ? Xin góp ý xíu phần phông chữ chưa được đồng nhất. Hình con gà mình nên để nhỏ xuống xíu. Ok, cảm ơn sự đóng góp ý kiến của chị Như Mai. Anh chị em còn tim nào không ạ?
hết rồi đúng không? À, chúng ta có 5 team trình bày rất là gói gọn trong buổi chiều ngày hôm nay. Nếu như mà không còn team nào nữa thì ngay sau đây thì Phương xin kính mời chủ nhiệm dự án, người hướng dẫn dẫn dắt chúng ta để hoàn thành cái dự án này xuất sắc như ngày hôm nay. Đó chính là người thầy vô cùng tuyệt vời của chúng ta, đó là thầy Nguyễn Quang Huy. Chúng ta hãy dành những trái tim, những bông hoa tươi thắm ở dưới mục chat để chào đón, chào mừng thầy lên mic và cũng để thầy chia sẻ và đóng góp ý kiến cho chúng ta trong những tác phẩm mà chúng ta vừa trình bày được không ạ? Ok, và xin trân trọng kính mời thầy Nguyễn Quang Huy. Ok, rất tuyệt vời. Xin cảm ơn tất cả anh chị em chúng ta đã đóng góp những tác phẩm mà thực sự là vô cùng xúc động, rất là ý nghĩa. Đó. Thì bao nhiêu anh chị em trong ngày hôm nay chúng ta đã được thưởng thức những cái tác phẩm mà mình cảm thấy rất là hay ạ. Đấy, hãy comment xuống là hôm nay rất hay ạ. Nếu mà anh chị em nào mà họp hôm trước thì chúng ta sẽ thấy là gì ạ? Là hôm nay là hay hơn rất rất nhiều so với hôm trước. Có đúng không ạ? Hôm nay là hơn rất nhiều ấy, và Huy đang thắc mắc là không hiểu một cái, đó là cái lý do gì mà khiến cho anh chị em chúng ta chỉ có mấy ngày ngắn ngủi là từ thứ hai cho đến gì ạ, cho đến thứ sáu. Đấy, hôm trước là chúng ta họp thứ hai đúng không ạ? Có mấy ngày từ thứ hai đến thứ sáu thôi mà chúng ta có thể làm một câu chuyện nó lại lột xác đến mức như vậy ạ. Anh chị em hãy comment dùng cái lý do nào mà chúng ta lại có thể lột xác nhanh như thế. Từ một cái câu chuyện ở hôm thứ hai nó còn rất nhiều thứ phải sửa. Đấy, nhiều đến mức mà bây giờ các cái đội mà chuyên gia soi không biết soi cái gì, không biết sửa cái gì. Bởi vì sao ạ? Bởi vì sửa nhiều quá. Đúng không ạ? Bởi vì sửa nhiều quá. Thế mà chỉ sau có mấy ngày thôi anh chị em ạ. Mà bây giờ nhìn trông rất là chuyên nghiệp luôn. Thực sự Huy nói với anh chị em biết là gì? Huy đọc những cái cuốn truyện tranh ở Việt Nam ấy. Mình nghiên cứu những cái truyện tranh, những cái tác giả viết truyện tranh ở Việt Nam ấy, thì thực tế này này là 90% những cái hình ảnh mà mình đang đưa vào những cuốn truyện của mình ấy nó đẹp hơn phần lớn những tác phẩm, những tác giả đang viết truyện tranh ở Việt Nam hiện nay ở ngoài kia. Huy không so với cả Nhật, Trung Quốc, Hàn Quốc nha. Đấy, mà Huy sang so với cả những cái cuốn truyện tranh đấy, ở ngoài kia đang xuất bản, kể cả là truyện tranh về lịch sử hay truyện tranh trẻ em ở xuất bản sách giấy và bán ở trên các cái trang trang mạng cũng như là trên trên các hiệu sách, thì chúng ta đang ngày hôm nay đấy, với khẳng định với anh chị em là tất cả những tác phẩm ngày hôm nay của chúng ta đều có cái nét vẽ và đều có cái gọi là hình ảnh đẹp hơn phần lớn những cái tác phẩm mà đang được lưu hành, đang được bán kiếm tiền ở ngoài kia. Ok không ạ? Đây là cái điều đầu tiên Huy xin chúc mừng tất cả anh chị em chúng ta. Đúng không ạ? Tuy nhiên thì chúng ta vẫn còn có những cái lỗi rất cơ bản anh chị em ạ. Có những lỗi cực kỳ cơ bản. Đó. Thì có thể là những cái lỗi này là mình chưa được học, mình chưa biết hoặc là mình chưa được tham khảo. Cho nên là mình vẫn mắc những cái lỗi nhỏ. Đấy. Và Huy thì không đi chi tiết vào từng lỗi của từng tác phẩm. Và đây là cái phần việc của tất cả anh chị em gọi là super soi. Và chúng ta sẽ làm việc gì ạ? Những anh chị em super soi sẽ làm một việc này cho Huy. Đó là gì ạ? Chúng ta xem chuyện của những cái nhóm. Sau đó là chúng ta khoanh khoanh vùng vào những cái điểm nào mà chúng ta nghĩ rằng cần phải thay đổi để tốt hơn. Những anh chị em tác giả lưu ý này, khi mà những anh chị em mà soi ấy, thì họ đang muốn giúp mình, họ không phải là người bới lông tìm vết để chê mình, để hạ gục mình gì cả, chỉ đơn giản là họ đang muốn giúp mình. Bao nhiêu anh chị em chúng ta sẵn sàng đưa tác phẩm của mình lên nhóm để cho những thánh soi giúp mình ạ, thì comment xuống là tôi đúng không ạ? Nếu anh chị em là muốn tác phẩm của mình tốt hơn thì comment là tôi đúng không ạ? Nha, họ phải ngồi căng mắt lên họ soi, mà nhiều cái chỗ mà Huy cũng soi mà không ra mà người khác soi lại ra, ví dụ như là anh Hoàng chẳng hạn đấy, thầy Hoàng soi cực kỹ luôn đấy, hoặc là gì ạ, hoặc là anh Tiệp chẳng hạn là soi rất tốt luôn đấy, đúng là thánh soi đúng chưa ạ? Đó, và chúng ta nghiêm túc trong cái việc này gì ạ, nghiêm túc trong cái việc là chúng ta đưa ra một tác phẩm hoàn thiện, tất nhiên là chúng ta hoàn thiện tốt nhất có thể trong khả năng của mình nhá. Chúng ta đưa ra một tác phẩm hoàn thiện tốt nhất hết khả năng của mình đi.
Đúng không ạ? Bởi vì đa số chúng ta đều là những cái người mới hoàn toàn chưa từng vẽ một cái cuốn truyện tranh nào trước đây, thậm chí có người từng chưa từng biết vẽ một cái hình ảnh nào trước đây. Đó. Giống như Huy vậy. Huy hôm trước Huy cũng demo cho anh chị em cái chương trình vẽ mà đưa vào AI ấy. Nó Huy vẽ lên giấy rất xấu luôn. Đúng không ạ? Thế nhưng mà gì ạ? AI nó vẫn hiểu. Đấy, và chúng ta đều là những người mới với một cái dự án rất khó, thực sự là rất khó, cộng với một cái thời gian rất ngắn, đúng không ạ? Bao nhiêu anh chị em thấy rằng là gì ạ? Nào, một tập thể thì mới thành lập, đúng không ạ? Một tập thể vừa mới thành lập vào cuối tháng 3, đúng không ạ? Một tập thể ở đâu đầu tháng 4, một tập thể vừa mới thành lập từ đầu tháng 4 còn rất là rời rạc, còn chưa biết ai làm cái gì, không biết là mình phải làm cái gì, không biết mình sẽ làm cái gì, đúng không ạ? Một tập thể rất là mới và toàn những người là chưa vẽ truyện tranh bao giờ. Mày vào một cái gọi là chủ đề mà kể cả những họa sĩ truyện tranh còn lắc đầu, còn không dám chơi. Đúng là kiểu điếc không sợ súng đây. Đúng không ạ? Đội này là gọi đội điếc không sợ súng đây. Đấy. Đúng. Đúng nhỉ? Đó. Và thời gian thì cực kỳ ngắn. Thì theo anh chị em này, anh chị em có thấy là cái tinh thần này ấy, nó giống tinh thần của quân kháng chiến Việt Nam không? Rõ ràng là thằng Mỹ nó mạnh hơn thằng Việt Nam. Rõ ràng là mình không có khả năng mà chiến thắng. Nếu mà nói về so về khí tài quân sự, nói về bài bản chiến lược, nói về là gọi là địa hình, địa lợi, tất cả mọi thứ. Việt Nam là chúng ta không có cửa để thắng. Đúng không ạ? Và một cái thời gian rất là ngắn. Đúng không ạ? Và Việt Nam cuối cùng là gì ạ? Vẫn thắng. Bởi vì sao ạ? Bởi vì một cái tinh thần đó là gì ạ? Thần tốc hơn nữa. Đúng không anh chị em? Và Huy nhìn thấy tất cả những cái con mắt, những cái khuôn mặt của anh chị em chúng ta ở đây đều là những người là gì ạ? Đã gì ạ? Đã cảm nhận được cái tinh thần của gì ạ? Của chiến thắng 30 tháng 4. Và đấy là cái điều tuyệt vời nhất. Chúng ta đã cảm nhận được cái tinh thần của chiến thắng 30 tháng 4 lịch sử. Đấy. Một cái tinh thần thần tốc. Đấy. Chiến thắng ở trong một cái thế gì ạ? Là cái ban đầu chúng ta là thế yếu. Rồi sau đó chúng ta lật kèo là trở thành thế mạnh. Và cuối cùng là chúng ta thành công. Việt Nam, chúng ta làm được điều đó. Và chúng ta cũng chứng minh rằng tinh thần Việt Nam không chỉ là gì ạ? Không chỉ hồi chiến tranh mới có cái tinh thần đấy. Thời bình chúng ta vẫn có thể có tinh thần đấy. Nếu mà chúng ta gì ạ? Tin tưởng rằng chúng ta làm được thì chúng ta chắc chắn chúng ta sẽ làm được. Đúng không anh chị em? Và đây là cái điều mà Huy rất là vui và rất là bất ngờ và trong ngày hôm nay khi mà nghe tất cả những cái câu chuyện cảm động của anh chị em. Thực sự là rất là bất ngờ và rất là vui, thực sự rất vui anh chị em ạ. Vì là anh chị em rất là bận rộn. Huy biết tất cả chúng ta đều là người rất bận rộn. Chúng ta phải dành thời gian ít ỏi của mình để gì ạ? Để cố gắng phấn đấu để mà gì ạ? Hoàn thành một cái gì ạ? Một cái câu chuyện mà chúng ta còn chưa biết là nó làm như thế nào. Và đây là sự nỗ lực cực kỳ tuyệt vời. Và Huy vinh danh tất cả những tác giả, những người đã tham gia vào trong cái công cuộc để tạo ra những cuốn truyện này. Tất cả anh chị em chúng ta hãy gì ạ? Hãy cho họ những cái lời khen được không ạ? Hãy cảm ơn những cái tác giả bởi vì họ đã rất nỗ lực, rất cố gắng. Huy biết điều này. Đúng không ạ? Hãy cảm ơn họ vì họ đã cho chúng ta những cái tác phẩm. Nhưng hơn nữa, cái điều mà họ cho chúng ta ở đây không chỉ là những tác phẩm. Cái điều mà họ cho chúng ta ở đây đó là cái tinh thần cực kỳ tuyệt vời anh chị em. Một tinh thần gọi là không biết làm nhưng mà vẫn làm. Không biết là có thể thắng hay không nhưng mà vẫn đánh. Đấy, đúng tinh thần gọi là Việt Nam quân kháng chiến Việt Nam. Đó, vẫn đánh. Đó. Tất nhiên là chúng ta cũng có những cái cơ sở nhỉ. Đó, và đấy là những cái điều mà Huy muốn chia sẻ trong ngày hôm nay. Nhưng Huy nhắc lại đó là chúng ta vẫn cần phải là gì ạ? Đứng trên mặt đất, chúng ta vẫn cần phải nhìn nhận những cái điểm sai của mình. Không ai là không có lỗi cả, không ai là không có sai cả. Nhưng chúng ta hoàn thiện hơn mỗi ngày. Mỗi ngày chúng ta tốt hơn ngày hôm qua. Chúng ta mỗi ngày chúng ta tốt hơn ngày hôm trước. Đấy là điều tuyệt vời. Đúng không ạ? Và có sai
thì có sửa, có vấn đề gì đâu, đúng không ạ? Huy cũng vậy, ngày cả ngày hôm nay Huy ngồi để Huy chỉnh sửa lại cái cuốn tập 1 của mình, cái cuốn là gì ạ, nữ điệp viên xinh đẹp, thì Huy ngồi Huy chỉnh sửa cả một ngày luôn, upscale từng cái bức ảnh một, chỉnh chu từng chi tiết một, điều chỉnh những cái góp ý mà hôm trước một số anh chị em đã gì ạ, đã cho Huy những cái góp ý, rất là biết ơn những anh chị em đã góp ý cho Huy để Huy hoàn thiện cuốn truyện mình tốt hơn, hay hơn. Đấy. Đấy, và chỉ có mỗi cái việc mà chỉnh sửa những cái lỗi thôi ấy, là Huy cũng mất gần một ngày, chỉ riêng cái việc chỉnh sửa trau chuốt những cái lỗi thôi cũng đã mất gần một ngày. Đấy, thế thì mới biết được là những anh chị em mà làm cả một cuốn truyện như vậy thì họ vất vả như nào, họ khó khăn như nào, họ đã nỗ lực như nào, đúng không ạ? Ok nhé, thì đấy là những cái điều mà Huy thấy rằng là nhóm chúng ta đang có những cái sự phát triển rất là nhanh chóng. Và có một cái tin rất là vui, đó là sau khi mà Huy chia sẻ cái dự án này cho cộng đồng thì ngay lập tức đã có một một bên là bên báo báo gì Huy quên mất tên, à báo Tổ quốc đấy, thì có một chị phóng viên ở bên báo Tổ quốc, chị liên hệ với Huy, thì chị nói rằng là với các cái dự án này ấy, thì về cơ bản để mà đưa lên trên báo chính thống như là báo Tổ quốc thì nó sẽ phải mất thời gian đấy, phải kiểm định kiểm tra đấy, cho nên là tốt nhất để mà kiểm định kiểm tra dễ nhất ấy, thì đó là mình xin giấy phép xuất bản. Nếu mà mình xin được giấy phép xuất bản thì các báo chính thống ấy, họ sẽ đưa tin một cách gọi là dễ dàng hơn, bởi vì khi đó thì họ không có không 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 phải chịu trách nhiệm về cái nội dung nữa, chẳng may sau này có ai đó nhảy vào lại chê bai thế này kia thì họ họ vô can, bởi vì đã có ông nhà xuất bản ông chịu trách nhiệm rồi đó. Tuy nhiên có một cái thứ hai nữa hay hơn, thú vị hơn, đó là gì ạ, đó là chị đề nghị hợp tác, chị đề nghị rằng là gì ạ, là bên bên chị ấy, bên nhóm của chị ấy, là một nhóm tác giả đấy, chị cũng có một nhóm những cái người mà viết truyện, viết văn ấy, viết truyện chữ ấy, và bây giờ cũng rất là muốn chuyển thể sang truyện tranh, trong đó cũng có một số người làm truyện tranh rồi. Tuy nhiên thì họ cũng phải thuê những cái họa sĩ để vẽ minh họa, và để mà vẽ một cuốn truyện trung bình thì các họa sĩ họ đưa ra một cái thời gian nó rơi khoảng độ tầm hơn 2 tháng để vẽ một cuốn truyện. Thế thì chị đưa ra một cái đề nghị hợp tác, đó là nhờ nhóm của mình. Đấy, nhờ nhóm của mình để mà vẽ cho họ những cái cuốn truyện. Đấy, và có hợp đồng đàng hoàng. Đấy, và có tiền đàng hoàng. Đấy, và nếu như mà hợp tác mà thành công, tức là vui vẻ mà hiệu quả mà ra được cái tác phẩm, thì có thể là cái gọi là hợp đồng ấy, cái trị giá hợp đồng ấy loanh quanh nó phải đâu đó khoảng độ 500 triệu. Anh chị em tưởng tượng không ạ? Đấy, và đầu tiên thì họ sẽ ký cái hợp đồng một cuốn đầu tiên. Đó. Một cuốn đầu tiên trước. Đấy. Sau đó thì đến các cái cuốn sau. Đó. Thì đây mình thấy rằng là gì ạ? Ô, rất là thú vị, mình mới làm vui vui, làm vì đam mê, làm vì chơi chơi thôi. Thế nhưng mà gì ạ? Nhưng mà vẫn có thể là gì ạ? Có thể kiếm được tiền đấy. Anh chị em thấy không ạ? Vẫn có thể kiếm tiền. Đó. Tất nhiên thì để mà chúng ta làm được thì chúng ta cần phải chỉnh chu hơn. Khi mà chúng ta đã gọi là làm dịch vụ thì chúng ta cần phải làm chuyên nghiệp. Tức là đưa ra những cái tác phẩm nó phải chuyên nghiệp. Đó. Nó không thể nào mà sao cũng được, thế thôi, tôi mới làm, tôi chỉ làm thế thôi, thì họ sẽ không chấp nhận đâu. Ok không ạ? Đó. Thì cái này thì cái mà Huy sẽ bàn kỹ hơn với những anh chị em nào, đặc biệt là những anh chị em tác giả, những người mà có khả năng vẽ, những người mà có khả năng chỉnh sửa, những người có khả năng biên tập, biên kịch rất là tốt, thì Huy sẽ ngồi kỹ hơn với tất cả anh chị em. Được chưa ạ? Ngoài ra tất cả những anh chị em đó thì Huy sẽ gì ạ? Huy sẽ hướng dẫn chi tiết hơn. Đấy, những cái kỹ năng, những cái tiêu chuẩn, những cái mẹo, những cái chú ý để anh chị em có thể làm tốt hơn. Đúng không ạ? Nhá. Thì đấy là cái điều mà trong thời gian tới chúng ta có rất nhiều cơ hội anh chị ạ.
chúng ta có rất nhiều cơ hội, đấy chỉ là một trong những cơ hội thôi. Đấy. Có những cái cơ hội khác, ví dụ như là chúng ta sẽ gì ạ? Chúng ta sẽ tự tạo ra những cuốn truyện, sau đó chúng ta vẽ, sau đó chúng ta xin giấy phép xuất bản, sau đó chúng ta gì ạ? Xuất bản, sau đó chúng ta in ấn, sau đó chúng ta gì ạ? Chúng ta bán, được chưa? Đấy, hoàn toàn chúng ta thể làm việc đó. Và thêm cái điều nữa đó là chúng ta chuyển thể sang tiếng Anh, chuyển sang thể sang tiếng Nhật, chuyển thể sang tiếng Pháp, chúng ta gì ạ? Bán trên Amazon, bán trên gì ạ? Clickbank, bán trên gì ạ? ST, bán trên các nền tảng thương mại điện tử trên thế giới. Đó, như vậy là gì ạ? Từ một cái dự án gọi là phi lợi nhuận vì cộng đồng, nhưng chúng ta đã có những cái cơ hội mới mở ra với chúng ta. Cho nên là không có cái gì là thừa thãi, không có cái gì là gì ạ? Là vứt đi hết. Những cái nỗ lực của chúng ta bỏ ra ấy, nó đều có giá trị hết anh chị em ạ. Bao nhiêu anh chị em thấy rằng là nỗ lực của mình thì sớm muộn thì cũng sẽ có giá trị nào đó cho bản thân mình. Được không ạ? Sẽ có một cái giá trị nào đó mà mình chưa thể nghĩ ra được. Mình cũng chưa thể nghĩ ra, chưa thể biết được. Nếu như mà mình không làm ấy thì không bao giờ cơ hội nó tới. Đúng không ạ? Nhưng vì mình làm rồi, mình có kết quả rồi, mình có tác phẩm rồi thì tự nhiên là gì ạ? Hay có người đến mời mình, có người đến nhờ mình, có người đến hợp tác với mình. Đúng không ạ? Đấy, cho nên ở đây ấy, cái bài học ở đây đó là chúng ta cứ làm đi. Đúng không ạ? Có tiền cũng làm, không có tiền cũng làm. Cứ làm đi. Rồi gì ạ? Rồi thời cơ nó sẽ tới, rồi cơ hội nó sẽ tới. Đấy, cho nên là Huy rất là thích cái team đội nhóm này, rất thích cái nhóm này. Rất thích những tinh thần, những cái con người ở đây. Đấy là cái điều mà Huy cảm thấy may mắn vì mình được tham gia vào một cái nhóm rất tuyệt vời nhỉ, toàn những con người cực kỳ tuyệt vời. Huy cũng ngồi Huy kiểm tra những cái người mà tham gia vào dự án ấy, thì tính đến thời điểm này hiện tại thì chỉ có khoảng độ có 26 người, thì đâu đó hiện tại chỉ có khoảng độ 4 người, 3 người gì đó là không thấy tham gia đóng góp vào trong dự án, tức là khoảng 3 người đó là sẽ không được trả tiền, gọi là cam kết thôi. Còn hầu hết là những người khác, và Huy tin rằng là anh chị em chúng ta đều là những người đóng góp và công sức cho dự án, và chúng ta đều đều xứng đáng rút rút lại cái tiền mình đã cam kết đó. Thế thì một cái dự án mà thu hút được tất cả anh chị em đồng hành tham gia đóng góp công sức của mình như vậy thì Huy cảm thấy rất là tuyệt vời, và Huy rất là trân trọng cái tinh thần của tất cả anh chị em chúng ta. Đúng không ạ? Ok nhé. Rồi thì Huy cũng không nói nhiều thêm nữa, chỉ có một câu thôi, đó là xin chúc mừng tất cả anh chị em chúng ta, và chúng ta cũng đừng ngủ quên trên chiến thắng, hãy tiếp tục hoàn thiện câu chuyện của mình. Chúng ta vừa truyền thông này, vừa chỉnh sửa này, giống như Huy này, hoàn 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 thành hơn hoàn hảo. Cho nên là Huy gì ạ? Huy truyền thông cái cuốn truyện của mình, sau đó Huy tiếp tục chỉnh sửa, chứ không phải đợi nó hoàn hảo thì Huy bắt đầu truyền thông, không phải đợi nó hoàn hảo thì Huy mới gì ạ? Huy mới chia sẻ. Mà Huy chia sẻ khi mà Huy cảm thấy là ok, được 90% rồi. Và tất cả những câu chuyện anh chị em mà được trên 9 điểm, trung bình trên 9 điểm ngày hôm nay, thì chúng ta hoàn toàn có thể đưa lên để truyền thông được rồi. Ok không ạ? Nhá. Hoàn toàn chúng có thể đưa lên truyền thông được rồi. Và trong cái thời gian chúng ta truyền thông, chúng ta vẫn tiếp tục gì ạ? Vẫn tiếp tục trong cái việc chỉnh sửa, vẫn tiếp tục hoàn thiện. Anh chị em nhé. Đấy, chúng ta hoàn thiện đến ngày cuối cùng thì thôi, không 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 có lý do gì mà chúng ta không chỉnh sửa, không hoàn thiện tiếp cả. Đúng không ạ? Và đến thời điểm này ấy, thì có một nhiệm vụ vô cùng quan trọng mà Huy muốn anh chị em chúng ta lưu ý, đó là nhiệm vụ truyền thông. Thì hôm vừa rồi thì hôm qua thì Huy có hướng dẫn bạn Lưu Hà, đó là gì ạ? Bạn ấy sẽ kết bạn với tất cả những cái admin của những cái diễn đàn, những cái nhóm trên Facebook về liên quan đến truyện tranh. Bạn search tất cả những cuốn truyện tranh. Đó, thì Huy làm việc này rồi. Đó, thì Huy bạn ấy hỏi là làm thế nào để truyền thông tốt hơn, thì Huy mới hướng dẫn bạn ấy, đó là gì ạ? Kết bạn đầu tiên là gì ạ? Tham gia vào tất cả các nhóm truyện tranh, tất cả các nhóm lịch sử, những cái nhóm về phụ nữ, những cái nhóm về trẻ em, những cái nhóm về gì ạ? Bà mẹ trẻ em. Đấy, những cái nhóm về về chiến sĩ cách mạng, những cái nhóm về từ thiện, những cái nhóm về báo chí, tất cả những cái bán nhóm gì đấy mà mình nghĩ rằng là họ có thể lan tỏa giúp mình cái giá trị này. Đúng không ạ? Thì chúng ta gì ạ? Chúng ta liên hệ trực tiếp với admin. Mình liên hệ trực tiếp với admin. Bây giờ đi theo con đường báo chí chính thống thì nó cũng hơi khoai. Đúng là cái chủ đề này nó khoai thật anh chị em ạ. Huy liên hệ với một số bên báo thì họ cứ lắc đầu, bởi vì sao ạ? Mình chưa có giấy phép xuất bản mà họ đưa lên ấy, chẳng may có vấn đề gì rồi gì ạ?
thì họ khó chịu trách nhiệm, cực kỳ là khoai luôn à. Đúng cho nên là gì ạ, mình phải làm mình mới biết, đúng không? Mình phải làm mới biết. Thế bây giờ làm sao? Cứ làm thôi. Đã, bây giờ mình không đi theo con đường chính thống nữa, mình đi theo con đường KOC, KOL, được chưa ạ? Mình nhờ những cái người mà có gọi là uy tín ở trên mạng xã hội để họ có thể truyền thông cùng với mình. Ok không ạ? Rồi, đấy, cảm ơn bạn Như Mai là một trong những người mà gọi là truyền thông cực kỳ nhiệt tình. Rồi, bây giờ tất cả những ý tưởng đều rất quý báu và chúng ta thử nghiệm tất cả ý tưởng. Chúng ta không bỏ ý tưởng gì cả. Đồng ý không là Đoàn Hiền? Tức là chúng ta nghĩ ra ý tưởng nào thì chúng ta làm luôn ý tưởng đấy luôn. Thay vì là chúng ta chia sẻ để người khác làm thì nghĩ ra ý tưởng gì là chúng ta làm luôn. Bao nhiêu anh chị em là chúng ta gì ạ? Tiếp tục cái tinh thần gọi là thần tốc này của tất cả những tác giả và chúng ta sẽ bắt đầu mạnh đẩy mạnh hơn về cái việc mà truyền thông. Đúng không ạ? Đẩy mạnh hơn về việc truyền thông để lan tỏa cái giá trị này cho nhiều người biết đến hơn, để nhiều người biết đến hơn cái nhóm của mình, đúng không ạ? Ừ. Ok nhé. Đấy thì chúng ta sẽ tìm cách này cách kia để truyền thông rộng hơn, mạnh hơn. Anh chị em truyền thông bằng cách nào cũng được, có một số cái bài viết sẵn ở trên nhóm Huy đã chia sẻ hoặc là bạn Mai có chia sẻ. Đấy, thì anh chị em có thể copy, chúng ta có thể dùng chat GPT để viết những cái bài truyền thông rất là hay, đúng không ạ? Chúng ta đang là ứng dụng AI vào trong cuộc sống, đúng không ạ? Nếu mà chúng ta chuyện viết truyện tranh bình thường, chúng ta là họa sĩ vẽ truyện tranh bình thường thì đâu có gì ghê gớm đâu. Nhưng mà gì ạ? Chúng ta là người không biết vẽ, ứng dụng AI, AI thì giờ đang hot, đúng không ạ? Chúng ta ứng dụng AI trong cuộc sống, ứng dụng AI vào công việc truyền thông. Tại sao không? Đúng chưa ạ? Đấy nhá. Đó thì chúng ta đây cũng là cách để chúng ta học được một cái kỹ năng, đấy là kỹ năng marketing. Một kỹ năng cực kỳ quan trọng. Đúng không? Kỹ năng marketing là kỹ năng cực kỳ quan trọng cho bất kể ngành nghề rồi. Dù là mình làm ngành nghề nào thì mình cũng cần một kỹ năng là kỹ năng marketing. Nào, thế bây giờ chúng ta kỹ năng marketing, chúng ta bán cái dự án này. Chúng ta bán là gì ạ? Bán miễn phí, bán không đồng, đúng không ạ? Xem chúng ta có bán được không? Nếu mà chúng ta không bán được thì khả năng cao là chúng ta không bán được cái sản phẩm khác. Bây giờ sản phẩm chúng ta là 1 triệu, 5 triệu, 10 triệu, 20 triệu, 100 triệu, 200 triệu. Thì làm sao chúng ta bán được, bán cái sản phẩm không đồng, đưa cho cái cuốn sách không không mất tiền để họ họ đọc mà họ còn không đọc thì chúng ta bán làm sao những cái sản phẩm lớn hơn, đúng không ạ? Kỹ năng marketing, kỹ năng thứ hai là kỹ năng đàm phán, đúng không ạ? Chúng ta kết nối với các admin của các cái nhóm, sau đó đàm phán với họ để họ đăng bài lên cho chúng ta hoặc là họ truyền thông cùng với chúng ta, đúng chưa ạ? Đấy thì đấy là kỹ năng mà chúng ta cũng cần phải học và cần phải rèn luyện. Mà cách luyện tốt nhất đấy là gì ạ? Là làm thực tế, cứ trải nghiệm thực tế thôi, đúng không ạ? Sau khi trải nghiệm thực tế xong quay lại học sau đấy, đấy là cách mà Huy thường làm nhá. Ok thì đấy là một vài chia sẻ và một vài cái Huy muốn chia sẻ, muốn nhắn nhủ, muốn hướng dẫn anh chị em đấy. Còn ngoài ra thì tiếp tục chương trình thì Huy sẽ nhường mic lại cho MC cũng như là cho anh chị em trao đổi, có thể là một số thánh soi ngứa nghề, có thể là chia sẻ cái kinh nghiệm hoặc là những cái góp ý của mình, thì chúng ta có thể ngồi lại để góp ý với nhau. Còn những anh chị em nào mà không có nhiệm vụ thì chúng ta có thể rời phòng Zoom. Phòng Zoom họp ngày hôm nay là đến đây là kết thúc.